Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 151. Ở nơi này ngoại tộc tu sĩ xem ra, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ chỉ là sợ gây phiền toái, nghĩ đến thực lực cũng không có gì đặc biệt, thuận tiện giết cũng liền giết. Nói xong, một bóng người liền lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó chậm rãi giãn ra, không những không giận mà còn cười nói, ngươi khẳng định muốn cản ta. Cản ngươi lại như thế nào, hèn mọn nhân tộc run rế. Ngăn lại Tiêu Phàm ngoại tộc nam tu sĩ cười lạnh một tiếng, hắn thân cao hai trượng, thật dài tựa như hươu cao cổ cổ đồng dạng, đứng ở đó cho người ta một loại rất lớn áp lực. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có ở hồ, ngược lại cẩn thận quan sát trước mắt ngoại tộc tu sĩ, không khỏi liếm môi một cái. Ngoại tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phu quân, cái này đoán chừng không thể ăn. Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng. Cái này đoán chừng không thể ăn. Diệp Thi Vũ tiếng nói không lớn, nhưng ở trận cũng là người nào, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này, chẳng lẽ nghĩ đến ăn trước mắt ngoại tộc tu sĩ sao? Muốn chết. Cổ dài nam tự nhiên cũng trong nháy mắt minh bạch Diệp Thi Vũ trong giọng nói ý nghĩa, giận tím mặt, đưa tay chính là một bàn tay hướng về Tiêu Phàm giận vung đi. Tự tìm chết, trách không được người khác. Cách đó không xa, Thiên Linh Vận cười lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm không nhìn, nàng cảm thấy thật mất mặt. Biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cứu bọn họ về sau, Thiên Linh Vận tự nhiên là hận lên Tiêu Phàm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, kéo lại hai người. Trong nội tâm nàng sảng khoái vô cùng. Thậm chí, Thiên Linh Vận hận không thể Tiêu Phàm chết ở cổ dài nam công kích phía dưới. Tiêu Phàm, mau lui lại. Lúc này, một cái khác đôi nam nữ bên trong bạch y nam tử hét lớn, đồng thời, một đạo ánh kiếm màu trắng phóng lên tận trời, trực chạm cổ dài nam mà đến. Ân, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem cái kia bạch bào nam tử, đồng thời đưa tay hướng về cổ dài nam nắm đấm chộp tới. Sau một khắc, ở đây tu sĩ tất cả đều trợn to hai mắt, vẻ mặt như thấy quỷ dáng vẻ nhìn xem Tiêu Phàm. Ba, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt cuồng phong quét sạch mà ra, sao, để đám người kinh hãi là, Tiêu Phàm lấy thần lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, gắt gao bắt lấy cổ dài nam bàn tay. Mặc cho hắn dùng bao nhiêu khí lực, cũng dẫy dụa không được mảy may. Phốc phốc, một đạo huyết quang tại hư không nở rộ, lại là cổ dài nam cánh tay. Bị cái kia bạch bào nam tử kiếm khí chặt đứt, huyết vũ huy sái trời cao. Hỗn trướng, cổ dài nam giận tím mặt, hắn cùng với bạch bào nam tử giao thủ qua, căn bản không đem bạch bào nam tử công kích để ở trong lòng. Ở hắn nghĩ đến, cho dù giết Tiêu Phàm về sau, cũng có thể tùy tiện tránh thoát bạch bào nam tử công kích, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm cường đại vượt qua hắn bất ngờ. Một bàn tay, vậy mà liền dễ dàng ngăn trở công kích của hắn. Còn bị bạch bào nam tử chặt rớt một cái cánh tay. Cổ dài nam tức giận, cuồng bạo khí thức từ trên người hắn tản ra, tại hư không hóa thành vô số lợi kiếm, cho người ta một loại lăng lệ mà sắc bén khí tức. Tiêu Phàm, các ngươi đi mau, ta tận lực ngăn chặn bọn họ. Tiêu Phàm hơi hơi thất thần thời khắc, cách đó không xa bạch bào nam tử đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn bạch bào nam tử một cái. Mặc dù không biết hắn có hay không là cố ý nói như vậy, sau đó muốn cho bản thân cứu bọn họ, nhưng bất kể như thế nào, điểm này để Tiêu Phàm rất hài lòng. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía bạch bào nam tử, cau mày nói, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Ta là Vạn La Đế Vực Thiên Kiếm. Bạch bào nam tử đắng chát cười một tiếng, bất quá vẫn là hồi đáp. Hắn không nghĩ tới, bản thân đã từng tốt xấu cũng cùng Tiêu Phàm kề vai chiến đấu qua. Lại không nghĩ rằng Tiêu không nhận ra hắn đến. Thiên kiếm, là ngươi, Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa thời điểm, hắn và Thiên kiếm, Lý Thanh Trúc cùng nhau vượt ải, về sau hướng Nam Thiên muốn giết hắn, Thiên kiếm cùng Lý Thanh Trúc thế nhưng là nghĩa vô phản cố cách xa hướng Nam Thiên. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đã không nhớ nổi hắn. Cái này kỳ thật cũng không trách Tiêu Phàm, khoảng cách chuyện năm đó, đã qua 8, 9 năm, Tiêu Phàm chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Hơn nữa, Thiên kiếm giờ phút này trên mặt có chút chật vật, Tiêu Phàm tự nhiên là nhận không ra,
chỉ là cảm giác hắn có chút quen thuộc. Nhận ra Thiên Kiếm, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía bên cạnh hắn bạn gái, lập tức cảm thấy cô gái này tu cũng có chút quen thuộc, chỉ là danh tự hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Đây là Trương Tử Hàm, cũng là Vạn La Đế vực tu sĩ. Thiên Kiếm giải thích một câu. Trương Tử Hàm, Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngay sau đó sửng sốt nói, ta nhớ ra rồi, người cũng hẳn là Vạn La Đế vực quân công bảng bên trên người a. Thiên Kiếm bên cạnh nữ tử váy trắng đắng chát gật đầu, nhớ nàng năm đó dù sao cũng là thiên tài, có thể để Tiêu Phàm nhớ tư cách đều không có. Hỗn trướng, hỗn trướng. Lúc này, một tiếng quát lớn cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ của bọn hắn, lại là cái kia cổ dài nam triệt để bạo nộ rồi. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, Tiêu Phàm mấy người vậy mà nhắc tới việc nhà, cái này là hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại a. Phải biết, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, cùng giai bên trong người nổi bật, bây giờ bị người không nhìn, lửa giận trong lòng tất cả đều chuyển hóa thành sát khí phun ra. Kiếm Hạc lại bị chọc giận, có ý tứ. Rất lâu chưa thấy qua Kiếm Hạc nổi giận, Trường Cảnh kiếm tộc bão nổi, nghe nói là cực kỳ khủng bố, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Mấy cái này đại đế cảnh trung hậu kỳ nhân tộc run rế, đoán chừng còn chưa xứng Kiếm Hạc toàn lực ứng phó, bất quá khoảng cách luận đạo trà hội còn có 3 cái tháng sau, vừa vặn đuổi một ít thời gian. Mặt khác 5 cái ngoại tộc tu sĩ nhìn thấy cổ dài nam Kiếm Hạc nổi giận, trên mặt lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nguyên bản bọn họ 5 người chuẩn bị đồng thời xuất thủ, bất quá bây giờ lại không tâm tư, ngược lại đem Tiêu Phàm bọn họ 6 người vây lại, chuẩn bị để Kiếm Hạc một người đối phó bọn hắn 6 người. Trường Cảnh kiếm tộc, cái này quái vật gì? Diệp Thi Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Thi Vũ, người nói đúng, mặt hàng này, ta xác thực ăn không vô. Tiêu Phàm 10 điểm nói nghiêm túc. Thiên Kiếm cùng Trương Tử Hàm 2 người tâm đều đã thoát lên tới cổ họng, nhưng mà Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ y nguyên ở thẳng thắn nói, 2 người không khỏi càng căng thẳng hơn lên. Hồng hộc, lúc này, Kiếm Hạc khí thế rốt cục đạt tới được đỉnh phong, trên người hắn quấn quanh lấy vô số phong nhận, giống như ngàn vạn lợi kiếm đồng dạng, dù là cách rất xa nhau, cũng đâm đến đám người làn da đau nhức. Chết đi, chỉ thấy hắn đang đến gần Tiêu Phàm bọn họ quá trình bên trong tay chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều hơn 2 thanh dài 2 trượng kiếm, hướng về Tiêu Phàm bọn họ nổi giận chém mà đến. Lan, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hư không bỗng xuất hiện 3 đạo to lớn hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh không nhìn hư không kiếm khí, nhao nhao kết xuất một đạo thủ ấn, hướng về Kiếm Hạc đánh tới. Ầm ầm, 3 đạo ma ảnh tới gần Kiếm Hạc quá trình bên trong, tất cả phong nhận kiếm khí tất cả đều vỡ nát, căn bản không có bất luận cái gì chống đối lực lượng, chớp mắt liền đến Kiếm Hạc trước người. Kiếm Hạc vội vàng không kịp chuẩn bị, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền trực tiếp bị 3 đạo ma ảnh ép thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Miểu sát, chân chính miểu sát, đây chính là đại đế cảnh hậu kỳ Trường Cảnh kiếm tộc a, truyền văn bộ tộc này chính là trời sinh kiếm khách, cực kỳ am hiểu kiếm đạo, thực lực cực kỳ bất phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng vung ra một trường, liền đem cái này đại đế cảnh hậu kỳ Trường Cảnh kiếm tộc cường giả cho diệt sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tê chỉ chốc lát sau, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Trương Tử Hàm cùng Thiên Kiếm giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao ở đối mặt cường đại Kiếm Hạc lúc, còn có thể thẳng thắn nói. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có đem 6 cái này ngoại tộc cường giả để ở trong mắt. Thiên Hoàng Tử cùng Thiên Linh vẫn nhíu mày, 2 người trên mặt hiện lên một vòng hối hận. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm là sợ chết, cho nên mới không nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, Tiêu Phàm là thật không muốn cứu bọn họ. Nghĩ vậy, 2 người đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra thật sâu hận ý, Tiêu Phàm rõ ràng có thực lực cứu bọn họ, lại mặc kệ sinh tử của bọn hắn. Bọn họ lại là không nghĩ tới, nếu như Tiêu Phàm thực lực không mạnh, cử động của bọn hắn, không khác là muốn hại chết Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm không ra tay với bọn họ, đã coi như là khách khí. Đối diện 5 cái ngoại tộc tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, Tiêu Phàm thực lực triệt để trấn nhiếp đến bọn họ, 5 người nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm lần nữa động,
trực tiếp xuất hiện lúc trước trào phúng hắn Hoàng Kim Mao ngoại tộc tu sĩ trước người, một cái tay bấm cổ của hắn, kìm nén đến sắc mặt hắn đỏ bừng. Bốn người khác thấy thế, chẳng những không có ý muốn cứu hắn, ngược lại chạy nhanh hơn. Nha, không nghĩ tới các ngươi ngoại tộc tu sĩ cũng sẽ thấy chết không cứu a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoàng Kim Mao, trên mặt lộ ra hí ngược, bắt trước lúc trước hắn ngữ khí nói ra. Hoàng Kim Mao hai mắt đỏ bừng như máu, bị Tiêu Phàm khí không nhẹ, hắn không nghĩ tới, bản thân trước đó thoại ngữ, liền nhanh như vậy bị đối phương y nguyên trả lại. Ngươi tốt nhất thả ta chính là Hoàng Kim Sư Hổ Tộc. Hoàng Kim Mao lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, uy hiếp nói. Vừa vặn có thể ăn Hoàng Kim Sư Tử đầu, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Hoàng Kim Mao không khỏi dùng mình một cái này nhân tộc run rế, không phải là thực muốn ăn bản thân a. Thiên Linh Vận cùng Thiên Hoàng Tử thấy thế, hai người cũng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, thật vất vả ngoại tộc chi nhân bị đuổi chạy, bọn họ cũng không muốn lại rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Phải biết, bọn họ vừa rồi còn chào phúng Tiêu Phàm đây. Ngay ở chỗ này, không đợi hai người khởi hành, vừa mới cái kia bốn cái ngoại tộc tu sĩ phương hướng trốn chạy, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, 20-30 đạo thân ảnh cấp tốc đuổi tới. Người cầm đầu, cùng Tiêu Phàm trong tay Hoàng Kim Mao có chút tương tự, chỉ ít ở Tiêu Phàm xem ra, bọn họ lớn lên không có quá nhiều khác nhau. Chỉ bất quá, đối diện cái kia Hoàng Kim Mao trên người tán phát khí tức càng thêm bá đạo, hẳn là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Đại ca, Tiêu Phàm trong tay Hoàng Kim Mao trong mắt vui vẻ, ngay sau đó cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, bằng không mà nói, các ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Nhìn xem bản thân cảm giác tốt đẹp chính là Hoàng Kim Mao, Tiêu Phàm có chút buồn cười, chẳng lẽ những cái này ngoại tộc chi nhân tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đều như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Nhân tộc dù sao cũng là 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong. Như thế nào những cái này nhị lưu chủng tộc có thể so sánh? Bàn về truyền thừa, nhân tộc so với cái này chút nhị lưu chủng tộc có lẽ cũng không bằng, nhưng bàn về lực lĩnh ngộ, dù là đông đảo nhất lưu chủng tộc, cũng không dám cho rằng so với nhân tộc mạnh, đây chính là nhân tộc đứng thẳng vốn liếng. Nhân tộc đơn thể sức chiến đấu yếu, thế nhưng cũng là đại bộ phận mà thôi, còn có một số nhỏ, thế nhưng là hình người thần thú, liền tựa như hắn Tiêu Phàm. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, là ai cho ngươi tự tin như vậy? Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Đừng nói đối diện chỉ là hơn 20 cái đại đế cảnh tu sĩ, chính là hơn 100 cái, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại mảy may, bằng vào một mình hắn một kiếm, cũng đủ để đối phó một số người này. Thả kim chiến, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối diện cầm đầu Hoàng Kim Mao phẫn nộ quát, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tựa như ăn chắc Tiêu Phàm một dạng. Tiêu Phàm, còn không thả người ta. Thiên Linh Vận thấy thế, vội vàng hét lớn. Bọn họ nơi này chỉ có 6 người, như thế nào đối diện hơn 20 người đối thủ. Bây giờ duy nhất có thể hy vọng sống sót, chỉ có thuận theo ngoại tộc chi nhân, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Không khách khí sao, Tiêu Phàm không để ý đến Thiên Linh Vận, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Đám người thấy thế. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Nhưng mà, răng rắc, một tiếng vang giòn, trước đó Tiêu Phàm trực tiếp nghiền nát Hoàng Kim Mao kim chiến đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp xuyên qua kim chiến mi tâm. Kim chiến trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn đến chết đều không nghĩ đến, trước mắt này nhân tộc tu sĩ lại dám giết hắn. Đối diện ngoại tộc chi nhân cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho khiếp sợ đến. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm nói giết liền giết, liền đại đế cảnh đỉnh phong uy hiếp đều không để ý. Tiêu Phàm, người muốn hại chết chúng ta hay sao? Thiên Linh Vận hét lớn, khí thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, liền vội vàng giải thích nói, các vị, chúng ta cùng hắn không phải cùng một chỗ, chuyện này không liên quan đến chúng ta, hiện tại, nàng chỉ có rút sạch cùng Tiêu Phàm ở giữa liên quan, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Thiên Hoàng Tử trong lòng cũng vô cùng nóng nảy. Chỉ có thể chờ mong thiên gia cường giả mau chóng tìm tới bọn họ, bằng không mà nói, bọn họ thật sự có khả năng nằm tại chỗ này. Thiên gia mặc dù không yếu, nhưng những cái này ngoại tộc chi nhân là không thể nào quan tâm một cái thiên gia. Thiên Linh Vận, thiên gia lấy ngươi làm hổ thẹn, Thiên Kiếm nổi giận nói. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Thiên Kiếm một cái,
trong lòng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ Thiên Kiếm cũng là Thiên Gia người? Chỉ là hắn nếu là Thiên Gia người, vì sao sẽ xuất hiện ở Vạn La Đế vực đây? Ta vô sỉ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, chúng ta cùng Tiêu Phàm lúc đầu liền không có quan hệ gì. Thiên Linh Vận khinh thường cười một tiếng, vừa nhìn về phía ngoại tộc chi nhân nói, là hắn giết các ngươi người, người muốn báo thù, tìm hắn là được. Chỉ cần có thể sống sót, những người khác ai sống ai chết nàng mới không quan tâm đây, bằng không mà nói, ngay từ đầu nàng cũng sẽ không họa thủy đông dẫn. Dứt lời, Thiên Linh Vận quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ai bảo các ngươi đi, nhưng mà, đối diện Hoàng Kim Mao lại là gầm thét một tiếng, căn bản không có buông tha Thiên Linh Vận bọn họ ý tứ. Kim Chiến sẽ chết ở tại bọn hắn trước mắt, giết chết Tiêu Phàm thay Kim Chiến báo thù có thể còn thiếu rất nhiều bọn họ phát tiết phẫn nộ. Ngươi, Thiên Linh Vận trên mặt lộ ra lo lắng, thần sắc trở nên càng ngày càng tái nhợt. Thiên Kiếm nói ngươi vô sỉ, theo ta thấy, ngươi không chỉ có vô sỉ, hơn nữa còn vong ân phụ nghĩa. Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Thiên Linh Vận. Vừa rồi hắn xuất thủ, dù sao cũng là cứu Thiên Linh Vận một mạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thiên Linh Vận bán đi, đây không phải vô sỉ cùng vong ân phụ nghĩa thì là cái gì chứ? Ban đầu ở Bách Sát Tháp bên trong, bán đứng ta đúng là ngươi đi. Tiêu Phàm lại nhàn nhạt phun ra một câu, con ngươi lại giống như lưỡi kiếm đồng dạng, sắc bén đến cực điểm. Nghe được Tiêu Phàm chất vấn, Thiên Linh Vận biến sắc, bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Lúc trước Tiêu Phàm ở Bách Sát Tháp 96 tầng giết Thiên Viêm Ma Cốt Chu, về sau đột nhiên gặp huynh đệ của nó Quỷ Diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền đánh giết. Nếu như không phải thí thần đủ cường đại, có lẽ hắn đã chết ở Bách Sát Tháp bên trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm nguyên bản cũng không nghĩ xách việc này, nhưng khi hắn thấy rõ Thiên Linh Vận làm người lúc, trong lòng không kiềm hãm được liên tưởng đến việc này. Loại người này, vì bản thân lợi ích, bất luận kẻ nào đều có thể bán đứng, cũng sẽ không bận tâm người khác sống chết, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết buông tha nàng. Không biết ngươi nói cái gì, Thiên Linh Vận phủ định nói, ánh mắt có chút né tránh. Kỳ thật, phải hay không phải, đã không trọng yếu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngay sau đó quay người nhìn về phía Thiên Kiếm bọn họ nói, chúng ta đi thôi. Các ngươi không thể đi, ai bảo các ngươi đi. Thiên Linh Vận cùng đối diện Hoàng Kim Mao đồng thời nói, thần sắc cùng ngữ khí không giống nhau. Thiên Linh Vận không nghĩ Tiêu Phàm bọn họ đi, là bởi vì có Tiêu Phàm ở, Hoàng Kim Mao ngoại tộc tu sĩ coi như muốn giết cũng sẽ giết Tiêu Phàm, bọn họ còn có một tia cơ hội sống sót. Một khi Tiêu Phàm đi, bọn họ chắc chắn trở thành ngoại tộc tu sĩ đối tượng công kích. Đương nhiên, Thiên Linh Vận cũng không tin Tiêu Phàm có thể sống rời đi, chỉ là nội tâm bản năng kêu gọi mà thôi. Về phần Hoàng Kim Mao không cho Tiêu Phàm đi, tự nhiên là muốn cho chết đi Kim Chiến báo thù. Ngươi muốn ngăn ta sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu cười khẽ nhìn xem đối diện Hoàng Kim Mao nói. Giết ta Kim Thánh đệ đệ, chẳng lẽ còn nghĩ đi thẳng một mạch sao? Hoàng Kim Mao Kim Thánh khinh thường nói, vừa mới Tiêu Phàm trên người tán phát thần lực ba động chỉ là đại đế cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể chế phục Kim Chiến, đoán chừng đã là hắn toàn bộ thực lực. Mà hắn Kim Thánh, thế nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, gạt bỏ một cái đại đế cảnh trung kỳ nhân tộc tiểu tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Làm sao, ngươi nghĩ đi để ta đưa ngươi đi bồi đệ đệ ngươi sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là mắt phải có vẻ sát ý. Hắn nghe Ngưu Thanh Vân nói qua, trước mắt Kim Thánh sở thuộc Hoàng Kim Sư Hổ tộc, cực kỳ am hiểu lực lượng cùng nhục thân, Tiêu Phàm cũng muốn thử một chút. Hoàng Kim Sư Hổ tộc có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng? Đương nhiên, nếu quả thật muốn động thủ, vậy liền không chỉ là đơn giản thử nghiệm, mà là mổ giết. Dù sao, ngoại tộc tu sĩ tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, cũng không phải đến so tài, cái gọi là thí luyện, chính là giết chóc. Liền bằng ngươi, Kim Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, Kim Thánh đột nhiên há miệng gầm thét, một đạo sóng âm bay thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đến. Trong chớp mắt, Kim Thánh móng vuốt cũng trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Đánh lén hữu dụng không? Tiêu Phàm không nghĩ tới Kim Thánh vậy mà lại tới cái này một tay, chào hỏi không đánh liền động thủ. Bất quá, hắn bây giờ nhục thân, có thể sớm đã không phải một năm trước đó có thể so sánh,
dung luyện gần 3.000 nguyên khí số, để nhục thể của hắn, đã có thể so với thánh giai pháp bảo. Mắt thấy kim thánh móng vuốt sắp đánh xuống thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, trực tiếp một quyền nổ tung mà ra. Răng rác, một tiếng vang giòn, kim thánh cánh tay trực tiếp tại hư không nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập tại hư không. Hoàng kim sư hổ tộc trong truyền thuyết mình đồng ra sắt, ở trong mắt Tiêu Phàm, liền tựa như một chuyện cười một dạng. Tất cả mọi người đều thấy choáng mắt, kim thánh thế nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong A, lại bị một cái đại đế cảnh trung kỳ phế đi một cánh tay. Ngoại tộc nhân càng là không rõ kinh hãi, bọn họ rất rõ ràng hoàng kim sư hổ tộc đáng sợ, nhất là nhục thân chưa có người địch. Nhưng hiện tại, kim thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, lại bị một nhân tộc tu sĩ một quyền đánh nát, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Rất nhiều người càng là ở nghĩ, nếu như vừa rồi Tiêu Phàm oanh trên người mình, lại sẽ như thế nào? Không có khả năng, kim thánh tức giận giống to, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, giống theo kim thánh ngửa mặt lên trời gào to, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành biến hóa, biến thành một đầu gần 100 trượng lớn hoàng kim sư hổ, to lớn răng nanh lộ ra sát khí, lành lạnh hết sức. Hắn nâng lên một chân, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, móng vuốt chưa rơi, Tiêu Phàm cũng cảm giác kình phong tập kích người. Biến lớn hữu dụng không? Tối đa cũng liền lực lượng mạnh một chút, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Ngoại tộc tu sĩ trên bản chất kỳ thật vẫn là thú tộc, bọn họ bản thể cũng đồng dạng có thể tùy ý biến hóa, nhưng theo dáng biến hóa, công kích của bọn họ cùng phòng ngự cũng sẽ có điều biến hóa. Bất quá đây đối với Tiêu Phàm mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, một kiếm đủ để. Chẳng biết lúc nào, Tu La kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đưa tay vung lên, một giải lụa nghịch thiên mà lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không đợi kim thánh lấy lại tinh thần, hư không mảng lớn huyết ngọc vương vãi xuống, kim thánh một đầu chân lớn, đã bị Tu La kiếm chém xuống. Nếu như nói, trước đó ở nhục thân cường độ phương diện bại bởi Tiêu Phàm, để hắn có chút không phục. Mà bây giờ, hắn tại phương diện phòng ngự, cũng đồng dạng bại bởi Tiêu Phàm, cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, rõ ràng chỉ là đại đế cảnh trung kỳ tu vi, lại cường đại đến nhường hắn tuyệt vọng. Tiêu Phàm không có tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh lùng hướng về kim thánh, chỉ cần hắn dám tiếp tục động thủ, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại đuổi tận giết tuyệt. Kim thánh lần nữa biến thành hình người, mí mắt một trận cuồng loạn, trong lúc nhất thời không nắm được phải chăng còn muốn đối phó Tiêu Phàm chủ ý. Chúng ta đi, Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, mang theo Diệp Thi Vũ mấy người, từ ngoại tộc tu sĩ vòng vây đi ra ngoài, ai cũng không có ngăn cản. Kim thánh một sát na kia do dự, đã đại biểu hắn sẽ không động thủ, cũng không dám động thủ. Thiên linh vận cùng thiên hoang tử thấy thế, cũng muốn len lén đi theo Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Giết bọn hắn, ai ngờ lúc này, kim thánh đột nhiên quát lạnh một tiếng, một bàn tay chụp về phía thiên hoang tử cùng thiên linh vận. Tiêu Phàm, cứu chúng ta. Thiên linh vận thấy thế, đã triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể hướng Tiêu Phàm cầu cứu. Về phần trước đó trào phúng Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm phân rõ giới hạn sự tình, đã sớm bị nàng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu nhìn hậu phương một cái, ngoại tộc chi nhân thấy thế, xinh xinh ngừng lại động tác, sợ Tiêu Phàm sẽ đối bọn hắn động thủ. Ta dựa vào cái gì cứu các ngươi? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn thiên linh vận một cái, một lần này lại là cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu là không có sự tình vừa rồi, dù là thiên linh vận không cùng bọn họ phân rõ giới hạn, Tiêu Phàm có lẽ cũng sẽ xem ở cùng là nhân tộc tu sĩ phân thượng, cứu bọn họ một mạng. Nhưng thiên linh vận biểu hiện, để Tiêu Phàm quá thất vọng rồi, dạng người này, thế nhưng là không biết lúc nào liền sẽ bán đứng đồng đội. Nếu là cứu nàng, chẳng phải là hại người khác. Tiêu Phàm bọn họ đi xa, hậu phương vẫn như cũ truyền đến thiên linh vận tiếng mắng chửi, ngôn ngữ ác độc, để Diệp Thi Vũ đều nhíu mày. Người này xác thực đáng chết, Diệp Thi Vũ lạnh rên một tiếng nói. Không bao lâu, mấy người liền nghe được thiên linh vận tiếng kêu thảm thiết, sau đó tình hình chiến đấu lại trở nên hỗn loạn, hiển nhiên lại có người gia nhập trong đó. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không để bụng tất cả những thứ này, thiên hoàng tử cùng thiên linh vận sự sống còn, cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Thần Chu nhanh chóng lướt qua chân trời, Tiêu Phàm đứng ở đầu thuyền, hai tay vác sau lưng,
lạnh lùng quét mắt phía dưới. Thiên Kiếm cùng Trương Tử Hàm hai người đứng ở bong thuyền, một mực trầm mặc không nói, Tiêu Phàm không có mở cửa, bọn họ cũng không dám quấy nhiễu Tiêu Phàm. Ở kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực đáng sợ về sau, hai người đột nhiên cảm giác mình cùng Tiêu Phàm tầm đó cách một đạo lạch trời, sớm đã không phải cùng một cái cấp độ người. Diệp Thi Vũ không biết Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm quan hệ giữa bọn họ làm sao, bởi vậy cũng không có mở miệng. Tiêu Phàm, đa tạ xuất thủ cứu giúp, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thật lâu, Thiên Kiếm lúc này mới hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm hai người, gật đầu nói, thiên gia người hẳn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về Cửu U Cốc, liền chính hắn đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, đương nhiên sẽ không mang theo hai người tiến vào. Coi như Thiên Kiếm không nói, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị thả bọn hắn xuống. Chúng ta sẽ cẩn thận, Thiên Kiếm gật gật đầu, ngay sau đó dắt Trương Tử Hàm tay, nhảy xuống thần chu, chốc lát liền không thấy thân ảnh. Phu quân, vì sao không lưu bọn hắn lại hai người? Diệp Thi Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Hai người này dù sao cũng là đại đế cảnh tu vi, nếu là có thể gia nhập Tu La Điện mà nói, vậy cũng có thể làm cho Tu La Điện thực lực tăng lên không ít a. Tiêu Phàm lại là cười lắc lắc đầu nói, cái này Thiên Kiếm thực lực mặc dù không thế nào, thiên phú chỉ tính được trung thượng, nhưng trên người của hắn ngạo khí, nhưng tiên có người có thể so. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm sẽ chủ động đầu nhập vào Tiêu Phàm, dù sao, nơi này cũng không chỉ là có thiên gia người nghĩ gây bất lợi cho bọn họ, đồng dạng còn có ngoại tộc chi nhân sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng Thiên Kiếm, lại là dứt khoát lựa chọn rời đi. Điểm này lại là để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Phàm nhìn người ánh mắt. Huống chi, để bọn hắn rời đi, chưa chắc không là một chuyện tốt. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Kỳ thật, hắn còn có một chút không nói, đó chính là hắn Thiên Kiếm thân phận cũng không đơn giản, chí ít hẳn là cùng thiên gia có quan hệ. Điểm này, Tiêu Phàm từ Thiên Linh Vận cùng Thiên Hoang Tử trong mắt vẻ cừu hận liền có thể nhìn ra. Nghĩ đến lúc ấy Thiên Kiếm cùng Thiên Hoang Tử bọn họ hẳn là đánh nhau, chỉ bất quá đột nhiên có ngoại tộc chi nhân nhúng tay, mới không thể không khiến bọn họ đào tẩu. Thần Chu tiếp tục tiến lên, trên đường đụng phải không ít ngoại tộc chi nhân, bất quá lại là quỷ dị không có xuất thủ ứng phó hắn. Tiêu Phàm kỳ thật ngược lại là muốn bọn họ xuất thủ, thuận tiện giải quyết mấy cái, giết một giết uy phong của bọn hắn. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người rõ ràng cảm nhận được nhục thân bị áp chế càng ngày càng lợi hại, ngược lại là linh hồn chi lực trở nên càng ngày càng cường đại lên. Lúc này, đen kịt một màu nồng vụ tiến nhập Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn, giống như một đạo lạch trời đồng dạng, ngăn cản cuối trời. Nơi đó chính là Cửu U Cốc sao? Diệp Thi Vũ ngắm nhìn phiến kia nồng vụ vị trí, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, có vẻ ngưng trọng. Không sai, kia liền là Cửu U Cốc. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, lúc này, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu đột nhiên vụt sáng, cực kỳ không ổn định. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Cửu U Cốc càng hiếu kỳ hơn lên, bạch sắc thạch đầu tỏa sáng, hiển nhiên là có thứ không tầm thường. Nhưng bạch sắc thạch đầu vụt sáng chợt láo liên không ngừng, 8-9 phần 10 là tràn đầy nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Tiêu Phàm trong lòng từ trong thâm tâm thở dài một tiếng. Bất quá con ngươi lại là kiên nghị hết sức, cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Phu quân, ngươi xem một bên kia. Diệp Thi Vũ đột nhiên chỉ nơi xa kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên sao. Tiêu Phàm thuận theo nàng phương hướng chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy vô số cổ lão cung điện san sát chân trời, đại bộ phận cung điện đều hiện ra hắc sắc, lộ ra tuế nguyệt tang thương dấu vết. Đây là một tòa cổ thành, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nói cái gì đó Ngọc Kỳ Tử nói muốn ở Cửu U Cốc bên ngoài cử hành luận đạo trà hội, đoán chừng liền là ở nơi này a. Bây giờ khoảng cách luận đạo trà hội còn có hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Phàm nhưng không biết ngây ngốc đứng ở chỗ này chờ, đừng nói hắn bản thân mình đối cái này cái gọi là luận đạo trà hội căn bản không có hứng thú gì. Theo Tiêu Phàm tới gần của bọn họ, ở cái kia trong cổ thành, thấy được vô số bóng người, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Thậm chí, còn có không ít tu sĩ, xuyên qua đạo kia hắc sắc thiên mạc, tiến nhập Cửu U Cốc. Xem ra, không
không sợ chết cũng không chỉ có chúng ta. Tiêu Phàm cười cười nói. Truyền văn, cửu u cốc bên trong có thật nhiều u hồn, ẩn chứa nồng nặc lực lượng linh hồn, nếu như luyện hóa, có thể làm cho người linh hồn chi lực phóng đại. Diệp Thi Vũ giải thích nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Diệp Thi Vũ một cái, hắn tự nhiên minh bạch, Diệp Thi Vũ chính là hướng về phía cửu u cốc những cái này u hồn đi. Bây giờ nàng tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, muốn đột phá đại đế cảnh gông cùng xiềng xích, đạt tới thánh đế cảnh, cần bàng bạc linh hồn chi lực. Tiêu Phàm trong tay Kim La Hồn Quả Đan, đã không thỏa mãn được Diệp Thi Vũ yêu cầu. Trừ cái đó ra, cửu u cốc bên trong còn có một số cực âm thần dược, lãng đại ca muốn có được vãng sinh linh phách hoa, liền là một cái trong số đó. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu, tựa như sợ Tiêu Phàm không cho nàng tiến vào một dạng. Hy vọng có thể tìm tới. Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau nửa ngày, hai người tới màn trời bên ngoài, dừng lại mấy hơi thở thời gian, cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lưu lại mấy câu, liền dứt khoát tiến nhập sương mù màu đen khu vực. Mới vừa tiến vào sương mù khu vực, Tiêu Phàm hai người liền cảm giác thân thể trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, tựa như linh hồn đều muốn xuất khiếu một dạng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thi Vũ nhục thân chậm rãi hư hóa, trên người trán phóng tử sắc quang mang, sau đó thân ảnh lại trở nên ngưng tụ. Không nên ngăn cản loại lực lượng kia, Tiêu Phàm thấy thế, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng kêu lên. Nói xong, Tiêu Phàm buông lỏng thân thể, phịch một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một mảnh ngọn lửa màu vàng, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Chỉ một lát sau về sau, kim sắc hỏa diễm biến mất, Tiêu Phàm lại biến thành dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá khí tức trên thân lại là cường đại hơn mấy lần có thừa. Quả là thế, ở chỗ này, chỉ có thể thi triển thuần túy linh hồn chi lực, cùng năm đó chiến hồn đại lục hư vô thần giới cơ hồ giống như đúc. Tiêu Phàm cảm thán nói. Phu quân, đây là có chuyện gì? Diệp Thi Vũ lộ ra kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Tiêu Phàm ngay sau đó đem hư vô thần giới sự tình giải thích một lần, ở chỗ này, chỉ có thể thi triển linh hồn hoặc là chiến hồn lực lượng, Tiêu Phàm chiến hồn chính là vô tận chi hỏa, nhưng hắn có được linh hồn bản thể, tự nhiên cũng có thể biến thành linh hồn bản thể. Chỉ bất quá, hắn khí thế trên người, lại là đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, dù sao, hắn linh hồn chính là đại đế cảnh cảnh giới đỉnh cao. Diệp Thi Vũ nghe vậy, khí thế trên người cũng một trận biến hóa, bất quá quỷ dị chính là, nàng hình thái cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngươi vốn là chính là hồn tộc, bản thân chính là hồn thể. Tiêu Phàm cười giải thích một câu, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cửu u cốc chỗ sâu lúc, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ khí thế liền đạt tới được đỉnh phong, nhưng mà, hai người lại cao hứng không nổi, ngược lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hư vô thần giới quy tắc thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả đại đế cảnh cường giả cũng vô pháp chống lại. Tất nhiên bọn họ có thể biến thành hồn thể, những người khác hiển nhiên cũng giống như thế. Hơn nữa, cửu u cốc thế nhưng là lấy u hồn làm tên, nơi này u hồn, thực lực mạnh mẽ thời khắc, đại bộ phận cũng là đại đế cảnh tu vi, thậm chí khả năng xuất hiện thánh đế cấp bậc u hồn. Nếu là gặp gỡ thánh đế cấp bậc u hồn, Tiêu Phàm bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thi Vũ, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, dắt Diệp Thi Vũ tay, chậm rãi hướng cửu u cốc chỗ sâu đi. Cửu u cốc 10 điểm bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ, cơ hồ nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn cho là mình thính lực xảy ra vấn đề gì, thẳng đến một trận gió nhẹ đánh tới, hư không truyền đến hơi yếu gió gào thét, hắn mới biết được, cửu u cốc là chân chính u tĩnh. Đi lại mấy canh giờ, Tiêu Phàm hai người đi sâu vào hơn 10 dặm, địa hình nơi này cùng ngoại giới cơ hồ không hai, có núi có nước, chỉ là mọi thứ đều là màu xám đen, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Trên đường, Tiêu Phàm hai người gặp được mấy con đại đế cảnh tiền kỳ u hồn, lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể không cần kinh động những sinh linh khác, lặng yên không tiếng động đem những cái này u hồn tiêu diệt. Diệt những cái này u hồn linh trí về sau, Tiêu Phàm phong ấn hắn tất cả hồn lực, giao cho Diệp Thi Vũ luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm may mắn bản thân đáp ứng Lãng Thiên thỉnh cầu, lúc này mới tiến vào nơi này, có hắn ở, Diệp Thi Vũ cũng sẽ dễ dàng cùng an toàn không ít. Thi Vũ,
nếu không ngươi trước luyện hóa mấy con này u hồn a. Tiêu Phàm dừng bước, nhẹ nhàng nói. Diệp Thi Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên lại làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, truyền âm nói, có người. Nơi này u hồn thực lực quá thấp, còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẻ răng, hay là tiếp tục xâm nhập a. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi vào, nghe nói Ngọc Kỳ Tử đã sớm tiến vào, không có hắn cho phép, chúng ta hay là chớ đi vào tốt. Ngươi còn nhớ đến, trước đó cái kia lấy được vãng sinh linh phách hoa cái kia ma nhãn tộc người sao? Ngọc Kỳ Tử cũng không tránh khỏi quá bá đạo, ma nhãn tộc người kia chỉ bất quá tiếng nói lớn một chút, liền bị hắn vô tình chém giết. Bá đạo, vậy cũng phải có bá đạo vốn liếng, ai bảo ngươi ta không có đây? Ngươi thật sự cho rằng Ngọc Kỳ Tử là bởi vì ma nhãn tộc người lớn tiếng một điểm liền xuất thủ sao? Hắn chẳng qua là vì vãng sinh linh phách hoa mà thôi. Vãng sinh linh phách hoa xác thực đáng giá Ngọc Kỳ Tử làm như thế, một đóa hoa, thế nhưng là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Mấy người không chút kiêng kỵ nghị luận, lộ ra vẻ bực tức, chỉ nói là đến phía sau, mấy người thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên đều đối cái gọi là Ngọc Kỳ Tử tràn đầy kiêng kỵ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất cả đều nghe vào trong tai, bất quá, trong đầu hắn vẫn như cũ hồi tưởng đến một người trong đó nói câu nói kia. Vãng sinh linh phách hoa ở Ngọc Kỳ Tử trên người, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên sao. Đi tới cửu u tinh thần cũng có hơn một tháng, đừng nói tìm tới vãng sinh linh phách hoa, ngay cả bóng dáng của nó đều chưa từng thấy. Bây giờ nghe được vãng sinh linh phách hoa tin tức, Tiêu Phàm tự nhiên có chút không bình tĩnh, hận không thể lập tức tìm tới Ngọc Kỳ Tử, đem vãng sinh linh phách hoa tìm trở về. Tiêu Phàm nguyên bản còn chuẩn bị đi tìm những người kia hỏi rõ ràng, nhưng mà, mấy cái kia tu sĩ đã chậm rãi đi xa, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Nơi này quả nhiên có vãng sinh linh phách hoa, nếu không chúng ta đi xâm nhập tìm một chút. Diệp Thi Vũ đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Cửu U Cốc bên ngoài, đã bị người tìm khắp cả, không có khả năng lưu lại thứ gì, chỉ có chỗ sâu ít ai lui tới. Còn có một tia hy vọng. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không buông tha Ngọc Kỳ Tử trong tay cái kia một đóa. Tốc độ của hai người rõ ràng tăng tốc, đã có không ít người tiến nhập nơi này, nếu là còn không mau một điểm, đến lúc đó lông cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi thầm mắng không thôi, không phải nói Cửu U Cốc chính là một chỗ tuyệt địa sao. Nhưng bản thân tiến đến cái này lâu, nguy hiểm gì đều không có gặp được a. Nửa ngày sau, Tiêu Phàm hai người đi sâu vào mấy ngàn dặm, gặp u hồn thực lực cũng đạt tới đại đế cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một hai đầu đại đế cảnh hậu kỳ u hồn. Chỉ bất quá, hiện tại đi qua nửa canh giờ, hai người nhưng ngay cả một cái u hồn cũng không thấy, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng. Càng là lúc này, hai người càng không thể buông lỏng khẩn trương, mặc dù tiến vào cửu u cốc đến nay, cũng không có đụng tới chân chính thứ nguy hiểm. Nhưng là, cửu u cốc danh xưng nhân tộc thí luyện cổ lộ ba khu hiểm địa một trong, tự nhiên là không có sai, đó là vô số huyết cùng mệnh chứng minh. Cẩn thận, đột nhiên, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đồng thời cả kinh kêu lên, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hai người. Hai người phản ứng rất nhanh, đồng thời một chưởng nhẹ nhàng đánh vào cùng một chỗ, thân hình nhanh chóng thối lui. Lúc này, hai đạo huyết màu đen lưu quang từ trong hư vô phá không mà ra. Nếu như không phải Tiêu Phàm hai người phản ứng nhanh, đoán chừng đã bị hai đạo kia huyết màu đen lưu quang đánh trúng. Phệ hồn huyết tuyến trùng, Tiêu Phàm dư quang vừa lúc bắt được đạo kia huyết hắc sắc quang mang, không khỏi kêu lên sợ hãi. Phệ hồn huyết tuyến trùng, chính là ở trung đế giai thần trùng, chuyên môn thôn phệ linh hồn của sinh linh làm thức ăn, bọn chúng có cứng rắn miệng, có thể so với đế giai pháp bảo. Đồng thời, bọn họ móng vuốt giống như lưỡi đao, nhanh vô cùng, truyền văn, nếu như có đầy đủ linh hồn cung cấp, phệ hồn huyết tuyến trùng vương năng đủ đột phá thánh đế cảnh. Hai người giờ mới hiểu được, khó trách nơi này u hồn 10 điểm thưa thớt, cơ hồ không nhìn thấy, nguyên lai chính là cái này phệ hồn huyết tuyến trùng dở trò quỷ. Phệ hồn huyết tuyến trùng chuyên lấy linh hồn làm thức ăn, nơi này u hồn khắp nơi, tự nhiên là bọn chúng nhạc viên. Nếu như không phải phệ hồn huyết tuyến trùng chỉ có thể sinh tồn ở âm khí nồng nặc địa phương, hơn nữa tuổi thọ không dài,
có lẽ cửu u tinh thần đã sớm là phệ hồn huyết tuyến trùng thiên hạ. Nơi này có thể trở thành nhân tộc thí luyện cổ lộ trên ba đại hiểm địa một trong, hiển nhiên là có nhất định đạo lý, phu quân nhất định phải cẩn thận. Diệp Thi Vũ đi tới Tiêu Phàm bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng may hai người linh giác đều hết sức nhạy cảm, nếu là bị phệ hồn huyết tuyến trùng đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù là bản thân xảy ra chuyện, Tiêu Phàm cũng sẽ không để Diệp Thi Vũ xảy ra chuyện. Hắn một bên phòng bị hướng về bốn phía, một bên nhanh chóng ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm liên quan tới phệ hồn huyết tuyến trùng nhược điểm. Sợ lửa sao, mấy tức về sau, Tiêu Phàm trên mặt hiện ra một nụ cười. Đại bộ phận trùng loại thú tộc, đều sẽ sợ lửa, hiển nhiên, cái này phệ hồn huyết tuyến trùng cũng không ngoại lệ. Phu quân, người nói, cái này cửu u cốc tồn tại vô số tuế nguyệt, có những cái này phệ hồn huyết tuyến trùng ở, vì sao sẽ còn có nhiều như vậy u hồn đây? Diệp Thi Vũ dựa lưng vào Tiêu Phàm, đột nhiên hỏi trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Đúng vậy a, cửu u cốc chí ít cũng có mấy chục vạn năm, nếu như một mực có phệ hồn huyết tuyến trùng mà nói, vì sao vẫn như cũ còn có nhiều như vậy u hồn đây? Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, Diệp Thi Vũ vừa tiếp tục nói, hơn nữa, phệ hồn huyết tuyến trùng tuổi thọ vốn là không dài, bọn chúng muốn sinh sôi, nhất định phải thôn phệ số lớn u hồn, bằng không đã sớm tuyệt chủng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Ngươi là nói, những cái này u hồn cùng phệ hồn huyết tuyến trùng, cũng là người nuôi dưỡng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền hủy bỏ loại ý nghĩ này. Phệ hồn huyết tuyến trùng, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ một loại quần cư thần thú, dị thường đáng sợ, hơn nữa cực kỳ máu lạnh, lại có ai sẽ đi nuôi dưỡng loại này hung vật đây? Tất nhiên không phải người nuôi dưỡng, vậy thì nhất định phải liên tục không ngừng cung cấp u hồn, thế nhưng là, chỗ nào có nhiều như vậy u hồn cung cấp đây? Diệp Thi Vũ nghi ngờ nói. Điểm này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm không hiểu, mặc dù trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, nhưng suy đoán này hắn thấy, càng thêm không thực tế. Có lẽ chỉ là danh tự có chút trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá mặt ngoài hắn lại hết sức bình tĩnh, nói, được rồi, nghĩ không hiểu cũng đừng nghĩ, tìm tới vãng sinh linh phách hoa, lấy được thật nhiều u hồn, chúng ta liền mau chóng rời đi. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, bọn họ tiến vào cửu u cốc mục đích, không phải liền là hai cái này sao? Có phía trước giáo huấn, trong lòng hai người càng cẩn thận hơn lên. Phệ hồn huyết tuyến trùng lần thứ nhất đánh lén thất bại, chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể thông chi càng nhiều đồng bạn tới đây, nếu là bị phệ hồn huyết tuyến trùng bao vây, cái kia có thể gặp phiền toái. Bởi vậy, Tiêu Phàm hai người nhanh chóng rời đi tại chỗ, liên tục biến đổi mấy cái phương hướng, lúc này mới giảm bớt tốc độ. Thi Vũ, người phụ trách cảnh giới, ta tới phòng ấn u hồn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn lĩnh ngộ giết chóc thế giới chi lực, có thể rất tốt loại bỏ u hồn trong trí nhớ tâm tình tiêu cực, chỉ phong ấn sạch sẽ linh hồn cung cấp Diệp Thi Vũ luyện hóa, dạng này cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nháy mắt trôi qua 5 ngày thời gian, Tiêu Phàm phong ấn u hồn đạt đến gần 100 cái, yếu nhất cũng là đại đế cảnh tiền kỳ, nghĩ đến nơi này cũng không có thấp hơn đại đế cảnh u hồn. Trong lúc đó, Tiêu Phàm hai người chém giết 4 cái phệ hồn huyết tuyến trùng. Diệp Thi Vũ càng là hiểm mà hiểm, kém chút bị phệ hồn huyết tuyến trùng đánh trúng. Thi Vũ, cho, Tiêu Phàm tiện tay quăng ra, ném cho Diệp Thi Vũ một đoàn nồng nặc năng lượng quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, phòng ấn chính là một cái u hồn, nếu là người bình thường luyện hóa, đoán chừng cũng phải tốn hao một chút thời gian. Nhưng mà, Diệp Thi Vũ lại là có thể hấp thu năng lượng quang đoàn, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền có thể luyện hóa hầu như không còn. Điều này cũng làm cho Diệp Thi Vũ tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Diệp Thi Vũ quả nhiên không hổ là hồn tộc. Ở chiến hồn đại lục, hồn thú nhận lấy cảnh giới hạn chế, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá thiên thần cảnh, cho nên cũng không tính làm sao cường đại. Chiến thần cảnh hồn tộc, ở thái cổ thần giới tu sĩ trong mắt, tối đa cũng chỉ có thể coi là hình người đan dược mà thôi, tùy tiện một cái thế lực đều có thể lật tay diệt. Nhưng mà, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hồn tộc một khi đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, lại là so vô số chủng tộc đều muốn yêu nghiệt.
Bằng vào Diệp Thi Vũ luyện hóa u hồn điểm này, liền có thể nhìn ra hồn tộc bất phàm. Đáng tiếc, hồn tộc muốn đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, lại là quá khó khăn, Diệp Thi Vũ cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Còn thiếu bao nhiêu, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ khí tức trên thân bình tĩnh trở lại, nhịn không được hỏi. Còn thiếu rất nhiều, Diệp Thi Vũ đắng chát cười nói. 100 cái tương đương với đại đế cảnh u hồn A, nếu như đổi lại những người khác, nghĩ đến linh hồn cũng đã đột phá thánh đế cảnh. Nhưng Diệp Thi Vũ yêu cầu linh hồn chi lực, lại là nhiều dọa người, mấy ngày nay lấy được linh hồn năng lượng, đoán chừng cũng chỉ là cho nàng mở một chút dạ dày mà thôi. Muốn đột phá thánh đế cảnh, còn có quá xa đường muốn đi. Vậy liền tiếp tục, Tiêu Phàm mỉm cười, một chút cũng không tức thỏa, còn có cái gì so cùng người mình thương nhất cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ tu luyện càng chuyện hạnh phúc đây. Ân, Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm nỗ lực bộ dáng, trên mặt tràn đầy nồng nặc hạnh phúc. Nha, nguyên lai chính là các ngươi hai cái bắt đi u hồn, ta liền nói nơi này u hồn làm sao đều không thấy. Đột nhiên, gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ vừa mới lấy lại tinh thần, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh bọn họ, còn người băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiêu Phàm, là ngươi. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại là trong đó một cái bạch bào thanh niên ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, khí thế trên người cũng thập phần cường đại, vậy mà cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Hoàng Vô Lân, Tiêu Phàm cũng nhận ra bạch bào thanh niên, không khỏi nhíu mày. Hoàng Vô Lân không phải cùng ngũ hành thần oa ở một chỗ sao, hơn nữa bị ngũ hành thần oa trở thành nhân sủng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi còn nhớ rõ ta liền tốt. Hoàng Vô Lân sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, con người đỏ bừng như máu, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, lạnh giọng nói, một lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Chạy, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, bản thân đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn, tất yếu chạy sao? Phu quân, làm sao bây giờ người, đều tự tin như vậy đây? Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là hí ngược ý tứ. Có ít người ưa thích tự cho là đúng. Tiêu Phàm cười cười, nhìn chăm chú Hoàng Vô Lân nói, chẳng lẽ ngươi so ngươi đại ca Hoàng Vô Cương còn mạnh hơn sao? Hoàng Vô Lân nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên cũng biết Tiêu Phàm đánh bại Hoàng Vô Cương sự tình, cái này khiến bọn họ Hoàng gia trên mặt đều tối tăm. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hôm nay hắn mới càng thêm sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, cười lạnh nói, Tiêu Phàm, ta thừa nhận, ngươi tu là tộc nhục thân không người có thể địch. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này chính là cửu u cốc, nhục thân ở trong này căn bản là không có cách phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Những năm này ta mặc dù thụ không ít khuất nhục, nhưng là, linh hồn chi lực của ta đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bên cạnh ta những người này, cũng đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem những năm này khuất nhục nhất nhất trả lại cho ngươi. Ngươi thật đúng là mê tự tin, Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hoàng Vô Lân có rất lớn ỷ vào đây, thật không nghĩ đến chính là, Hoàng Vô Cương ỷ vào lại chính là bên người hắn 6 cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hừ, đem tất cả u hồn giao ra, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nghe được Tiêu Phàm giễu cợt ngữ, Hoàng Vô Lân triệt để tức giận rồi, cười gằn nói. Nghĩ đến mình có thể báo thù rửa hận, rửa sạch mấy năm này bị ngũ hành thần oa xem như nhân sủng sỉ nhục. Trong lòng của hắn liền hết sức thoải mái. Chỉ là sau một khắc, Hoàng Vô Lân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, bá đạo lực lượng linh hồn, so với Hoàng Vô Lân bên người mấy cái thế hệ trước tu sĩ, đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Không có khả năng, người linh hồn làm sao sẽ cường đại như thế? Hoàng Vô Lân kêu lên sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cười gằn nói, coi như linh hồn chi lực của ngươi, đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, chúng ta 7 người, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Giết, cuối cùng, Hoàng Vô Lân gầm lên giận dữ, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm giết tới. Giết ta dễ như trở bàn tay, nhìn thấy Hoàng Vô Lân 7 người đánh tới, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm không kiềm hãm được bật cười, trên mặt càng là lộ ra khinh thường. Cũng khó trách Tiêu Phàm không đem những người này để ở trong mắt. Từ khi linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh đỉnh phong,
tu luyện cổ pháp 3000 thế giới về sau, hắn linh hồn công kích, có thể so sánh vật lý công kích mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bình thường đối mặt những cái kia đại đế cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm rất ít thi triển mà thôi. Dù sao, linh hồn chi lực một khi bị thương, đối tự thân tổn hại, cũng là cực lớn, bởi vậy, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bình thường đều sẽ không thi triển công kích linh hồn. Ở nơi này cửu u cốc bên trong, bất luận cái gì linh hồn của sinh linh lực lượng đều có chỗ tăng lên, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Có thể nói, hắn hiện tại linh hồn, đã đến gần vô hạn thánh đế cảnh, há lại sẽ sợ Hoang Vô Lân bọn họ 7 người. Hoang Vô Lân 7 người nhìn thấy bản thân tới gần, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, những năm này hắn ăn phải khổ quá xem như báo thù. Chết đi cho ta, Hoang Vô Lân trong lòng gầm thét, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như đã gặp được chém giết Tiêu Phàm một màn. Nhưng mà một khắc sau, chỉ nghe thấy một đạo ung dung thanh âm vang lên, Hoang Vô Lân mấy người lại là đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Trung thiên thế giới, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm sáng từ ngón tay hắn nhọn nở rộ, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà quỷ dị chính là, Hoang Vô Lân bọn họ lại đột nhiên không nhúc nhích, thật giống như bị một cái tay đột nhiên kéo lại đồng dạng, lơ lửng tại hư không. Cái này, Diệp Thi Vũ cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến, kinh dị nói, thời không cổ pháp, 3000 thế giới. À, người cũng biết, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thi Vũ, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, Diệp Thi Vũ thế nhưng là chiếm được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa, tự nhiên biết rõ một chút thượng cổ bí mật. Đây là loạn cổ đại đế cổ pháp, truyền văn, nếu là tu luyện tới đệ tứ trọng phản pháp quy chân 3000 thế giới, đảo ngược loạn thời không. Diệp Thi Vũ thở sâu, trịnh trọng gật đầu nói. Không sai, cái này cổ pháp 3000 thế giới, chính là loạn cổ đại đế nổi tiếng cổ pháp, lúc ấy Tiêu Phàm nhìn thấy liên quan tới cổ pháp 3000 thế giới ghi chép lúc, cũng là không rõ kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường mà nói, loạn cổ đại đế vẻn vẹn chỉ là đại đế mà thôi, lại làm sao có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy cổ pháp đây. 3000 thế giới đỉnh phong uy lực, nếu là Tiêu Phàm có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong thi triển, thậm chí khả năng giết chết thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh 3000 cổ pháp cường hoành cùng đáng sợ, cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm dứt khoát lựa chọn một loại này cổ pháp. Nghịch loạn thời không vẫn còn có chút khoa trương, bất quá đơn giản nghịch lưu thời gian, đảo ngược không gian, vẫn là có thể. Tiêu Phàm cười cười nói, tựa như hoàn toàn quên Hoang Vô Lân sự hiện hữu của bọn hắn một dạng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá Vô Trần Thiên Cung trong truyền thừa là như thế này ghi lại. Diệp Thi Vũ vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, phu quân, ngươi sẽ không lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng a? Xem như thế đi, Tiêu Phàm gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Diệp Thi Vũ, không biết nàng là ý gì. Ai ngờ Diệp Thi Vũ trên mặt lại là đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ngươi nếu lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng, cái kia bây giờ có thể cải biến thời không tốc độ chảy rồi a hát. Tối đa chỉ có thể gấp 2, thể nội thế giới 2 ngày, thái cổ thần giới đi qua 1 ngày. Tiêu Phàm giải thích nói. Đã rất tốt, Diệp Thi Vũ chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, phu quân, ngươi có từng nghĩ tới, đem tu la điện người tiến vào thế giới của ngươi bên trong tu luyện. Dạng này, bọn họ coi như tiết kiệm một nửa thời gian. Nếu để cho tu la điện người tiến vào thế giới của ngươi bên trong tu luyện, chẳng những có thể tăng tốc tu la điện phát triển, cũng có thể xúc tiến ngươi đối thế giới chi lực lĩnh ngộ, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nội tâm lại là 10 điểm không bình tĩnh, ngốc trệ mấy tức về sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trực tiếp ở Diệp Thi Vũ gương mặt bên trên hôn một cái. Ha ha, Thi Vũ. May mắn mà có ngươi, nếu không ta, ta còn không biết còn có thể dạng này sử dụng thế giới của ta. Tiêu Phàm vui sướng lớn nhỏ. Cho tới nay, hắn đều chỉ đem thế giới chi lực xem như một loại công kích thủ đoạn, lại là không nghĩ tới, thời không thế giới lực lượng, còn có thể tăng tốc tu la điện tốc độ phát triển. Hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ cùng khống chế, có thể thay đổi thể nội thế giới gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa còn không cần bỏ ra phí bất luận cái gì thần thạch. Nguyên tinh, đây quả thực so một kiện thời không chí bảo còn chân quý hơn.
Lúc trước luyện tâm tháp, cũng đồng dạng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, bất quá đây chẳng qua là sáng tạo huyễn cảnh mà thôi. Hơn nữa cải biến tốc độ thời gian trôi qua cần tiêu phí kinh khủng thần thạch, bởi vậy Tiêu Phàm một mực nhét vào tu la điện giao cho đệ nhất lâu tu sĩ sử dụng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nếu như đem luyện tâm tháp ném vào thể nội thế giới bên trong, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Diệp Thi Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nói, phu quân có thể đem thế giới của ngươi chế tạo thành tu la điện thí luyện cổ địa, dạng này tốt hơn. Không sai, Tiêu Phàm tán thành gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Chế tạo thí luyện cổ địa, đối với Tiêu Phàm mà nói, căn bản không phải một chuyện, trong cơ thể hắn thế giới, bây giờ đã nhiều đến mấy chục cái, tùy tiện xuất ra một cái thế giới bố trí một chút trận pháp, bắt một chút thú tộc ném bên trong là có thể. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự cải biến thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua, chiến hồn đại lục tu sĩ, còn ở bên trong đây. Mặt khác, hắn từ bách sát các lửa đến cái kia 100 đại đế cảnh tu sĩ, cũng có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Đáng tiếc gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua đã là cực hạn của ta, xem ra, ta còn phải tiếp tục lĩnh ngộ thời không chi lực mới được, nếu là tương lai có thể cải biến gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, đây chẳng phải là. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, nếu quả thật có thể làm được, vậy sửa đi la điện cường đại lên, hoàn toàn ở trong tầm tay. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ, nhất định phải đạt tới tầng thứ cao hơn. À đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm nhíu mày, lại là nhìn thấy Hoang Vô Lân vẻ mặt kinh khủng, hai tay điên cuồng nắm lấy thân thể của mình, lưu lại từng đạo vết máu thật sâu. Về phần 6 cái cấp dưới, thì là tuyệt vọng hết sức, cuối cùng nhìn không được trực tiếp một chưởng đánh vào bản thân trên đỉnh đầu, cho đến chết một khắc này. Bọn họ mới hiểu được, mình làm cái gì. Thi Vũ, chớ lãng phí. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia 6 đại cường giả thân ảnh hóa thành từng đạo quang vũ chậm rãi tiêu tán ra, lập tức cười cười. Diệp Thi Vũ cũng không khách khí, đây đều là thuần túy linh hồn năng lượng, một cái đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn, chỉ ít có thể so sánh 10 cái đại đế cảnh hậu kỳ linh hồn, nàng tự nhiên là sẽ không khách khí. Tiêu Phàm, tha ta, tha ta. Lúc này, Hoàng Vô Lân sợ hãi mà tuyệt vọng thanh âm vang lên, quỳ gối hư không, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hoàng Vô Lân máu me khắp người, đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, hắn vẫn như cũ có chút kinh hồn táng đảm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm báo thù tâm tư, hắn chỉ muốn làm sao có thể sống sót. Hắn biết rõ, vừa mới nếu như không phải Tiêu Phàm cố ý tha cho hắn một mạng, có lẽ hắn đã cùng thuộc hạ của hắn một dạng tự sát, hơn nữa còn bi thảm hơn. Tha cho ngươi, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lộ ra một tia hí ngược. Kỳ thật, hắn cũng không dám thực giết Hoang Vô Lân, Hoang Vô Lân dù sao cũng là man hoang cổ cương hoang gia người. Nếu như là đế tử gia tộc người, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự xuất thủ làm thịt hắn, có thể hoang gia hắn nhưng không được không nghĩ ngợi thêm một chút, dù sao thiên võ cổ vực đó là thuộc về man hoang cổ cương. Đế tử gia tộc người muốn đem bàn tay đến man hoang cổ cương có rất lớn độ khó, có thể hoang gia người muốn tiêu diệt thiên võ cổ vực, lại là cực kỳ đơn giản. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua, nơi này dù sao cũng tuyệt địa chín u cốc bên trong, giết Hoang Vô Lân cũng không người biết được. Nhưng hắn vẫn là không dám tùy tiện ra tay, thánh đế cảnh thủ đoạn hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn bản thân nắm giữ thời không chi lực, liền có thể thời gian ngắn nghịch chuyển thời không. Nếu như nắm vững cường đại hơn thời không chi lực, tra được nơi này phát sinh sự tình cũng không khó. Giết Hoang Vô Lân hắn không dám, nhưng là tha hắn, Tiêu Phàm cũng không cam tâm. Tha ta nguyện ý thần phục với ngươi, tuyệt không đổi ý. Hoang Vô Lân vội vàng nói, sợ Tiêu Phàm động thủ giết hắn. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người trên mặt hiện lên một vòng vẻ chán ghét, một lần này, Hoang Vô Lân là thật bị Tiêu Phàm giết sợ. Liền tối thiểu tôn nghiêm cũng không cần. Cũng khó trách hắn sẽ như thế sợ hãi, Tiêu Phàm có thể là có tiếng sát thần, vừa rồi hắn 6 cái thuộc hạ đều không chút lưu tình bị giết, còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám giết người đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Hoang Vô Lân càng ngày càng bắt đầu sợ hãi, trong đầu hiện lên nguyên một đám làm sao sống tiếp suy nghĩ.
Tiêu Phàm từng bước một hướng về Hoang Vô Lân đi đến, mỗi đi một bước, Hoang Vô Lân đều cảm giác buồng tim của mình bị đâm một đao, một luồng hơi lạnh từ hắn xương cùng dâng lên. Tiêu Phàm, người không thể giết ta, liền không có người đối kháng ngoại tộc chi nhân. Hoang Vô Lân đột nhiên kêu lên. Không có ngươi, liền không có người đối kháng ngoại tộc chi nhân. Ngươi cũng quá xem trọng lên chính ngươi a. Tiêu Phàm tựa như nghe được chuyện cười lớn một dạng. Ngươi một cái động một chút lại quỳ xuống, thực lực ở trẻ tuổi một đời bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng phế vật, cũng dám nói ra lời như vậy. Nếu như nhân tộc chỉ có thể dựa vào ngươi đi đối kháng ngoại tộc chi nhân, cái kia khoảng cách nhân tộc diệt tộc cũng không xa. Không, ý của ta là, ta dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ, linh hồn chi lực càng là đại đế cảnh đỉnh phong, có thể vì nhân tộc tận một phần chút sức mọn. Hoang Vô Lân liền vội vàng giải thích nói. Nhân tộc tu sĩ biết bao nhiêu, nhiều ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tiêu Phàm khinh thường. Mặc dù không dám giết Hoang Vô Lân, nhưng nô dịch ý chí, hoặc là trực tiếp để cho trở thành cái xác không hồn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cho rằng nhân tộc còn có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy sao? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoang Vô Lân đột nhiên ưỡn thẳng lưng, chỉ là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có Tiêu Phàm mở miệng, hắn cũng không dám lên. Ân, Tiêu Phàm lông mày một đầu, cái này Hoang Vô Lân là lời nói bên trong có chuyện a, nói, nếu là không có một câu trả lời hài lòng, ta muốn ngươi mệnh. Ngươi hẳn là không biết, ca ta, còn có mặt khác bốn đại thánh tử, thậm chí Tả Vũ bọn họ, đều sớm tại hơn một năm trước liền đã rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ rồi a hát. Hoang Vô Lân cười nói, Tả Vũ cùng Hoang Vô Cương bọn họ rời đi, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Khó trách hắn chưa lấy được Tà Vũ bọn họ bất kỳ tin tức gì, cũng không có nghe được Hoang Vô Cương tin tức của bọn hắn, thậm chí ngay cả thí thần cũng bật vô âm tín, không nghĩ tới bọn họ đã sớm rời đi. Rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, bọn họ lại đi đâu đây? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên, vạn tộc thí luyện cổ lộ. Có thể so với nhân tộc thí luyện cổ lộ, càng hấp dẫn Tà Vũ bọn họ, đoán chừng cũng chỉ có vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nơi đó mới là chân chính trèo phong địa phương. Hơn nữa, thời gian cũng vừa lúc ăn khớp, vạn tộc ra trận chính là hơn một năm trước đó, Tà Vũ bọn họ rời đi, hiển nhiên cũng là ở thời điểm kia. Nếu thật là như vậy, cái kia Hoang Vô Cương thực lực, quả thật có thể cho nhân tộc ra một phần lực. Dù sao, Hoang Vô Cương ở nhân tộc tu sĩ bên trong, cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật, có lẽ chỉ có những cái kia thế hệ trước tu sĩ có thể so sánh. Nhưng thế hệ trước tu sĩ có thể tiếp tục lưu lại nhân tộc thí luyện cổ lộ, bình thường đều là thiên phú một dạng người, những cái kia thiên phú cường đại người, đã sớm rời đi nơi đây, bước vào tầng thứ cao hơn. Người cũng biết, ngoại tộc tu sĩ tiến nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ, ca ta bọn họ có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, đương nhiên sẽ không lưu lại, ngược lại là ngươi, ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thẳng đến không rời đi. Hoang Vô Lân giải thích nói. Chẳng qua là khi hắn nghĩ tới Tiêu Phàm có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách lúc, trong lòng loại kia khó chịu lại biến mất không ít. Tiêu Phàm có thể có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách, thắng hắn không phải rất bình thường sao? Hoang Vô Cương bọn họ không có xông qua bách sát tuyệt trận, vì sao cũng có tư cách tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ? Tiêu Phàm không có trả lời Hoang Vô Lân, ngược lại hỏi. Năm đại thánh tử, chính là tư cách. Hoang Vô Lân lắc đầu. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh thường, bất quá lại cũng không dám biểu lộ ra, nói cổ tộc nội tình, tự nhiên không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi không phải cũng là cổ tộc hoang gia người sao, ta cũng không nhìn ra ngươi đến cỡ nào bất phàm. Tiêu Phàm giễu cợt nói. Hoang Vô Lân á khẩu không trả lời được, hắn thực lực so với đế vực thiên tài mà nói, đã coi như là cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng cùng năm đại cổ cương thiên tài đứng đầu so sánh, lại là kém xa tít tắp. Nhất là năm đại thánh tử. Năm đại thánh tử, có thể nói là nhân tộc đứng đầu nhất ngũ đại gia tộc, tiêu phí giá cả to lớn bồi dưỡng, có thể không mạnh sao. Tiêu Phàm thế nhưng là bản thân lãnh hội qua Hoang Vô Cương thực lực, nếu như không dựa vào pháp bảo, hắn toàn lực ứng phó, cũng nhiều nhất chống lại mà thôi, nhưng nếu muốn đánh bại Hoang Vô Cương, cũng không đơn giản. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác Hoang Vô Cương trên người còn có một số không muốn người biết át chủ bài. Lần trước cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ngươi cút đi, trầm ngâm chốc lát,
Tiêu Phàm khoát khoát tay, cuối cùng vẫn lựa chọn không giết Hoàng Vô Lân, người này mặc dù ghét một điểm, nhưng là không tới tất sát cấp độ. Nói đến cùng, hắn cùng với Hoàng Vô Lân tầm đó căn bản cũng không có sát sinh sát tử cừu hận. Ngươi thả ta đi, Hoàng Vô Lân tựa như nghe lầm Tiêu Phàm lời nói đồng dạng, chẳng lẽ hắn không sợ bản thân trả thù sao? Chẳng lẽ ngươi rất muốn ta đổi ý sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ sát khí trong nháy mắt từ trên người bắn ra. Hoàng Vô Lân nơi nào còn dám do dự, liền lăn một vòng đứng dậy, hướng về nơi xa bay đi. Chỉ bất quá phi ra vài dặm, Hoàng Vô Lân lại ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, hy vọng luận đạo trà hội có thể thấy được ngươi, cho nhân tộc tranh khẩu khí. Cho nhân tộc tranh khẩu khí, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn rất khó chịu Hoàng Vô Lân cho hắn chụp một cái như vậy chụp mũ, bản thân một cái đại đế cảnh tu sĩ, có thể đại biểu nhân tộc sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm nhưng lại có chút đối Hoàng Vô Lân lau mắt mà nhìn, tiểu tử này mặc dù có chút thứ hèn nhát, nhưng có thể nói lời như vậy, cũng nói hắn vẫn là có mấy phần cốt khí. Ta xem ngươi là không muốn đi, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trên người chán phóng sát ý cường đại. Hoàng Vô Lân biến sắc. Cũng không dám lại dừng lại, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Thẳng đến Hoàng Vô Lân cũng không thấy nữa bóng dáng, Diệp Thi Vũ lúc này mới nói, người này có vẻ như cũng không tưởng tượng như vậy đáng giận. Người này tiểu tâm tư quá nhiều, không có tác dụng lớn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài nói, xem ra cái kia luận đạo trà hội, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Liền Hoàng Vô Lân loại người này, cũng nghĩ vì nhân tộc tranh một hơi. Cái này luận đạo trà hội có thể đơn giản mới là lạ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào cửu u cốc chỗ sâu, lấy được vãng sinh linh phách hoa. Nhân tộc đứng đầu nhất những người kia, đều đã rời đi, có lẽ cái kia Ngọc Kỳ Tử chính là nhìn đúng điểm này. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt ảm đạm, Diệp Thi Vũ cũng một trận trầm mặc. Nàng biết rõ Tiêu Phàm đám người 10 điểm trọng tình nghĩa, nếu là đổi lại một người khác. Nếu như nhìn thấy lớn như vậy một khối thần dược viên, đoán chừng đã sớm đem sự tình khác ném đến ngoài 9 tầng mây. Mà Tiêu Phàm, lại trước tiên nghĩ tới lại là đáp ứng Lãng Thiên sự tình. Nơi này lại có như vậy một tảng lớn thần dược viên, nghĩ đến khả năng cũng có mặt khác thần dược viên. Diệp Thi Vũ an ủi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy khối này thần dược viên, chỉ ít hắn đã thấy hy vọng. Coi như vạn nhất thật không có tìm tới vãng sinh linh phách hoa, Ngọc Kỳ Tử cái kia không phải cũng còn có một đóa sao. Bất quá Tiêu Phàm lo lắng nhất chính là, Ngọc Kỳ Tử đem vãng sinh linh phách hoa cho dùng hết. Hơn nữa, coi như tìm không thấy vãng sinh linh phách hoa, ta tin tưởng phu quân y thuật, cũng có thể cứu Lãng đại ca thê tử. Diệp Thi Vũ lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đúng vậy a. Bản thân nhưng còn có y thuật a, chỉ cần mình đột phá cao hơn y thuật cảnh giới, không phải cũng một dạng có thể cứu Lãng Thiên thê tử sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành kiên định, chí ít không có cố chấp như thế tại vãng sinh linh phách hoa. Chúng ta hay là trước thu hoạch mảnh này thần dược viên a. Tiêu Phàm sau khi ổn định tâm thần, mảnh này thần dược viên nếu là không mang đi, chính hắn đều sẽ xem thường bản thân. Chỉ là khi hắn nhìn thấy thần dược viên phía trên từng đạo gào thét u hồn lúc, lại không khỏi nhíu mày. Nơi này u hồn, thực lực cực kỳ khủng bố, cơ hồ toàn bộ đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa không có linh trí, chỉ có bản năng công kích. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị u hồn đánh trúng, dù là lấy Tiêu Phàm thực lực của hai người bọn họ, cũng có khả năng trọng thương. Cẩn thận một chút, như vậy một mảng lớn thần dược viên. Vô cùng có khả năng có thần thú thủ hộ. Diệp Thi Vũ cũng hợp thời nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Tu La kiếm nắm trong tay, chậm rãi hướng về thần dược viên đi đến. Ân, vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào cửa vào sơn cốc một khối nham thạch phía trên, con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa như gặp được kinh khủng đồ vật một dạng. Vạn thánh dược các, Diệp Thi Vũ cũng là trực tiếp kinh hãi kêu lên, trên mặt càng là cực kỳ không bình tĩnh. Vạn thánh dược các, cái tên này bọn họ đều đã từng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ là những cái này năm chậm rãi quên lãng cái tên này mà thôi. Vạn thánh dược các, không phải liền là năm đó tiến về sở gia tham gia vạn thánh dược điển, xông cửa ải cuối cùng sao?
Tiêu Phàm thành công thông qua được trăm nhốt khảo hạch, còn chiếm được trong truyền thuyết vạn thánh dược điển. Những năm này, Tiêu Phàm cũng một mực ở lĩnh hội vạn thánh dược điển, theo hắn tu vi tăng lên, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy vạn thánh dược điển bất phàm. Một cái tiểu thế giới dược điển, thậm chí ngay cả hắn cái này đế giai thần dược sư đều có nhiều thứ xem không hiểu, cái này vốn là chuyện bất khả tư nghị. Đây cũng là Tiêu Phàm những năm này một mực kiên trì lĩnh hội vạn thánh dược điển một trong những nguyên nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đạt tới đế giai thần dược sư cấp độ. Chỉ là càng về sau, Tiêu Phàm đột phá càng gian nan. Nếu là đổi lại một người khác, nghĩ muốn đạt đến Tiêu Phàm cấp độ cũng là tuyệt đối không khả năng. Mà Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực, lúc này mới có thể nhất tâm đa dụng, không chỉ có thể lĩnh hội cổ thuật cổ pháp, hơn nữa còn có thể tìm hiểu vô trần bí điển cùng vạn thánh dược điển. Chỉ bất quá những năm này Tiêu Phàm một mực chú trọng lấy tu vi, rất ít ở luyện dược cùng chữa bệnh phương diện có chỗ thành tích. Tiêu Phàm ánh mắt, nhìn chằm chằm nham thạch bên trên phương mấy chữ kia, một mình hắn nhìn lầm rất bình thường, có thể Diệp Thi Vũ cũng không khả năng đồng thời nhìn lầm. Vạn thánh dược các vạn năm trước đó rời đi chiến hồn đại lục, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Phàm cau mày, nguyên bản hắn cho rằng sẽ không bao giờ lại cùng vạn thánh dược các có chỗ liên quan, lại không nghĩ rằng ở trong này lại gặp được bóng dáng của nó. Hơn nữa, mảnh này thần dược viên, rõ ràng không phải vật vô chủ, có thể là vạn thánh dược các trồng. Có khả năng hay không, vạn thánh dược các vốn là thái cổ thần giới, năm đó bọn họ trồng về sau, mới tiến về chiến hồn đại lục. Diệp Thi Vũ phân tâm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, rất có thể, mảnh này dược viên tồn tại tuế nguyệt 10 điểm kéo dài, từ những cái kia thần dược dược tính phán đoán, chí ít cũng có 10 vạn năm. 10 vạn năm, Diệp Thi Vũ cũng âm thầm kinh hãi, 10 vạn năm thần dược, đã có thể xưng là dược đế rồi a hát. Bậc này thần dược, đừng nói liên miên sinh trưởng, chính là nhìn thấy một gốc hai gốc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có vài cọng thần dược, đạt đến 5-10 vạn năm. Tiêu Phàm lại phun ra một cái tạc đạn nặng ký, ánh mắt rơi vào trong đó một gốc màu xanh đậm trên cỏ nhỏ. Lấy Diệp Thi Vũ tâm tính, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. 50 vạn năm thần dược a, đoán chừng chí ít cũng là tột cùng nhất đế giai thần dược, loại vật này, đặt ở thái cổ thần giới, thế nhưng là giá trị liên thành. Cũng chỉ có tại bực này hiểm địa, mới có rất ít người tiến vào. Cho nên mới sẽ tồn tại thời gian dài như vậy. Nếu là bị người biết rõ, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, đoán chừng cũng phải tranh vỡ đầu. Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, mảnh này dược viên xác thực có thể là vạn thánh dược các, đủ để chứng minh vạn thánh dược các không đơn giản. Cái này vạn thánh, có lẽ nói căn bản cũng không phải là chiến thánh, mà là thánh đế. Hơn nữa, nơi này... Như thế thích hợp mảng lớn cực âm thần dược sinh trưởng, nghĩ đến cũng không phải chỗ bình thường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửu u cốc chỗ sâu nhất, dựa theo phán đoán của hắn, nơi này cách cửu u cốc chỗ sâu nhất, hẳn là cũng không có bao nhiêu cự ly. Chỉ bất quá, nơi này có vẻ như cũng quá an tĩnh, căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Phu quân, làm sao bây giờ? Diệp Thi Vũ do dự lúc này nói. Như vậy một tảng lớn thần dược viên, nếu như từ bỏ, vậy cũng thật là đáng tiếc. Bất kể có phải hay không là vạn thánh dược các loại, ta đều chắc chắn phải có được. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng lại bổ sung một câu, vạn thánh dược điển ở trên người ta, ta tốt xấu cũng coi là vạn thánh dược các người thừa kế, mang đi một mảnh dược viên, có vẻ như cũng không cái gì a. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ, hắn ý tưởng này cũng không có sai. Bởi vì vạn thánh dược điển đúng là vạn thánh dược các vật truyền thừa, cũng xác thực ở trên người hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đương nhiên hướng về sơn cốc bên trong đi đến, hoàn toàn đem mình làm chủ nhân. A, phu quân, người xem, những cái kia u hồn, tựa như không nguyện ý tới gần nơi này. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ nhìn phía xa rút đi u hồn, 10 điểm kinh dị nói. Tiêu Phàm sớm liền phát hiện điểm này. Đây cũng là hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi địa phương. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo sắc bén khí thức từ bên cạnh rừng rậm bên trong bắn ra, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm phụ cận. Cẩn thận, Diệp Thi Vũ kinh hô một tiếng, lách mình liền ngăn tại Tiêu Phàm trước người, đạo kia lăng lệ quang mang bỗng nhiên đánh vào trên lồng ngực của nàng. Thi Vũ, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng,
trong mắt bộc phát ra sát ý lạnh như băng, vừa mới hắn thất thần một sát na kia, lại có người đánh lén mình. Nếu là trọng thương là hắn Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, có thể Diệp Thi Vũ lại thay mình cản một đòn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Ta không sao, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, lại là nhìn thấy Diệp Thi Vũ giữ chặt hắn, khẽ lắc đầu, ở nàng ngực chiến giáp phía trên, có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, còn tốt bản thân vừa mới đem thí thần luyện chế chiến giáp cho Diệp Thi Vũ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, cái này mệnh thạch chiến giáp cường độ, cũng làm cho Tiêu Phàm vô cùng bất ngờ, lực phòng ngự không phải bình thường cường đại. Cút ra đây, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng hướng về lợi mang bắn tới phương hướng, kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Lần này, nếu như không phải Diệp Thi Vũ thời khắc mấu chốt thay hắn ngăn trở một đòn, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải thụ một chút tổn thương. Dù sao, hắn bây giờ thế nhưng là linh hồn chi thể, một khi thụ thương, coi như không phải nhục thể bị thương đơn giản như vậy. Vậy mà không chết, có ý tứ. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lại là cái kia trong rừng rậm phi ra một đạo bóng trắng. Nhìn kỹ, đó là một người mặc ngọc chất chiến giáp nam tử. Thân cao một trượng có thừa, trên mặt hiện đầy vảy màu trắng, nhìn qua tựa như vô số ngọc phiến dán tại bên trên. Một đôi màu mực con người giống như hai quả bảo thạch đồng dạng, lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, ở đỉnh đầu của hắn, càng là mọc ra một đôi bạch sắc sừng hươu, nhìn qua 10 điểm quái dị. Ngoại tộc chi nhân, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nếu như là nhân tộc tu sĩ, hắn có lẽ sẽ còn cho đối phương một cái thống khoái, nhưng ngoại tộc 10 người. Tiêu Phàm tra tấn lên coi như không cố kỵ chút nào. Huống chi, người này hay là đánh lén bọn họ, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Tiêu Phàm mặc dù động sát tâm, nhưng trong lòng lại là một chút cũng không dám khinh thường đối phương, có thể một thân một mình lại tới đây, hắn thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra tu vi của đối phương, có thể nghĩ thực lực đối phương cường đại. Phu quân, cẩn thận một chút, thực lực của người này đoán chừng đến gần vô hạn thánh đế cảnh. Diệp Thi Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn đương nhiên sẽ không xem thường đối phương, nhưng là nói đối phương đến gần vô hạn thánh đế cảnh, hắn là không chút nào để ý. Ở chỗ này, hắn linh hồn lực lượng, sao lại không phải đến gần vô hạn thánh đế cảnh đây? Rời đi nơi này, ta có thể không giết các ngươi. Chiến bào nam tử nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như để Tiêu Phàm bọn họ rời đi, là đối bọn hắn to lớn nhất bố thí một dạng. Đem vãng sinh linh phách hoa giao ra, lăn ra nơi đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm tự nhiên là tranh phong tương đối, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán đến thân phận của đối phương. Diệp Thi Vũ hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhìn về phía chiến bào nam tử ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, hiển nhiên. Nàng cũng đoán được lai lịch của đối phương. Có thể đạt tới nơi này người, trừ bỏ Ngọc Kỳ Tử, lại còn có thể là ai đây? Không phải Tiêu Phàm tự đại, hắn có thể đến nơi đây, đều phải nhắc nhở treo mật, chú ý cẩn thận, nếu là những người khác, càng là như vậy, bằng không sớm đã chết ở phệ hồn huyết tuyến trùng dưới miệng. A, làm sao ngươi biết trên người của ta có vãng sinh linh phách hoa? Chiến bào nam tử lông mày hơi nhíu, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ tự nhiên đã hoàn toàn nhận định chiến bào nam tử thân phận, Tiêu Phàm cầm kiếm tiến lên, nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem vãng sinh linh phách hoa giao ra đi. Liền bằng ngươi sao, Ngọc Kỳ Tử cười lạnh không thôi. Hắn đường đường kỳ lân tộc tuyệt thế thiên tài, lại bị một nhân tộc tu sĩ bức bách, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, nói ra đều không mặt mũi. Nói xong, trên người hắn cũng chán phóng khí tức mạnh mẽ. Chiến bào màu trắng phát sinh biến hóa, biến thành từng khối lân phiến bao trùm toàn thân của hắn, giống như lân phiến chiến giáp. Kỳ lân nhất tộc, quả nhiên thiên phú dị bẩm, Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói. Nhân tộc lực lĩnh ngộ mặc dù không tệ, vạn tộc cũng chưa có người có thể so sánh, lại không có kỳ lân tộc thiên sinh linh hồn hộ giáp. Bằng vào Ngọc Kỳ Tử trên người linh hồn hộ giáp, lấy Tiêu Phàm hiện tại linh hồn trạng thái, muốn chiến thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là nhục thân đối kháng, Tiêu Phàm ngược lại sẽ không có bất kỳ e ngại. Đáng tiếc, cái này cửu u cốc chỗ sâu,
Tiêu Phàm nhục thân đã chuyển đổi không tới, coi như có thể chuyển hóa thành nhục thân, đoán chừng cũng không phát huy ra một hai thành thực lực. Hiện tại biết rõ sợ, đáng tiếc, đã chậm. Ngọc Kỳ Tử nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một cái tay nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm mi tâm cắm. Đang đến gần quá trình bên trong, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành một thanh đao, lộ ra vô địch phong duệ chi mang, còn không có tới gần, Tiêu Phàm liền cảm nhận được một cỗ lạnh ý. Bang, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, cùng Ngọc Kỳ Tử bàn tay đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim thạch giao kích thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm ánh mắt chấn động một cái này Ngọc Kỳ Tử công kích linh hồn cùng phòng ngự, vậy mà không kém gì hắn vật lý công kích cùng phòng ngự. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, trước mắt Ngọc Kỳ Tử hẳn là Kỳ Lân tộc bên trong đặc thù nhất nhất mạch, Ngọc Kỳ Lân nhất mạch. Ngọc Kỳ Lân nhất mạch, thân thể phòng ngự cùng vật lý công kích, có thể là có tiếng đáng sợ, truyền văn không kém gì chân chính đỉnh cấp long tộc. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Phàm ra tay một chút cũng không nương tay, chỉ cần có thể giết chết Ngọc Kỳ Tử, liền có thể có được vãng sinh linh phách hoa, hắn còn có lý do gì do dự đây. Bất quá muốn chiến thắng Ngọc Kỳ Tử, hiển nhiên cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai người liền lâm vào trạng thái giằng co. Thực lực cũng không sai, bất quá nếu là chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể đi chết rồi, Kỳ Lân Thánh Hỏa. Ngọc Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, đầy trời ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm, có thể theo sự xuất hiện của nó, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn chi lực vậy mà đang nhanh chóng sói mòn. Không được qua đây, lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Thi Vũ chuẩn bị hỗ trợ, lại bị hắn hét lại. Ta từng bước giết cũng tiết kiệm phiền phức, muốn chết liền cùng lên đi. Ngọc Kỳ Tử cười to nói, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ngươi cao hứng cũng có vẻ như quá sớm a. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái, bỗng nhiên, quanh người hắn đột nhiên toát ra hai đám lửa, một vàng một tím. Hai đám lửa thuận thế mà trưởng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, ngược lại nuốt hướng Ngọc Kỳ Tử Kỳ Lân Thánh Hỏa. Oa ha ha, sảng khoái, ngọn lửa này mùi vị không tệ. Vô tận chi hỏa thanh âm tùy tiện vang lên. Ngọc Kỳ Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó phủ đầy băng xương, lạnh giọng nói, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Là ngươi quá đề cao mình, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, cùng hắn đùa lửa. Hắn nhưng là đùa với lửa tổ tông, vô tận chi hỏa cũng tốt, chí tôn phần thiên viêm cũng được, đều không phải là hắn lớn nhất át chủ bài. Cho dù đạo hỏa hồng lô đều đủ để ứng phó Ngọc Kỳ Tử, chỉ là hắn không muốn Kỳ Lân Thánh Hỏa lãng phí mà thôi. Ngươi, Ngọc Kỳ Tử chính giận, nhưng mà... Không chờ hắn nói xong, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời quát khẽ một tiếng, trung thiên thế giới. Theo Tiêu Phàm nói xong, đầu ngón tay của hắn tách ra nguyên một đám sắc thái rực rỡ vòng xoáy không ngừng trùng điệp, liền hư không đều bị quấy đến vỡ nát. Ngọc Kỳ Tử phản ứng đã tính rất nhanh, có thể tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, cánh tay của hắn trực tiếp xoắn nát, hóa thành đầy trời bột mịn. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng cả người cũng phải bị những vòng xoáy này gạt bỏ. Làm sao có thể, Ngọc Kỳ Tử kêu lên sợ hãi, vẻ mặt như thấy quỷ bộ dáng. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, bọn họ hiện tại đều là linh hồn chi thể A, cũng chính là bởi vì như vậy, Ngọc Kỳ Tử tự tin, không có người có thể phá mở bản thân linh hồn hộ giáp. Nhưng hiện tại, một nhân tộc tu sĩ... Vậy mà lại dễ như trở bàn tay phá mở bản thân linh hồn hộ giáp phòng ngự, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ sắc mặt không hề bận tâm, tựa như đã sớm đoán được vừa rồi một kích uy lực. Nói đùa, đây chính là loạn cổ đại đế nổi danh cổ pháp, chuyên môn nhằm vào linh hồn, uy lực vô tận, Tiêu Phàm lấy đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn thi triển đi ra, như thế nào Ngọc Kỳ Tử linh hồn hộ giáp có thể chống đối. Nếu như không phải Tiêu Phàm không có nhất định chi tâm, có lẽ vừa rồi Ngọc Kỳ Tử liền đã chết. Đương nhiên, cũng không phải là Tiêu Phàm không muốn giết chết Ngọc Kỳ Tử, mà là hắn sợ giết Ngọc Kỳ Tử về sau, lại cũng không chiếm được trong tay hắn vãng sinh linh phách hoa. Lan,
Nhìn xem sắc mặt khó coi Ngọc Kỳ Tử, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Ngọc Kỳ Tử mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu là bình thường, một nhân tộc tu sĩ dám đối với hắn nói như vậy, hắn trực tiếp một bàn tay quất lên. Nhưng hiện tại, đối mặt Tiêu Phàm, hắn thật đúng là không có lá gan này. Ngươi nghĩ một người độc chiếm mảnh này dược viên, không có cửa đâu. Ngọc Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn thấy, nếu như hắn toàn lực hủy đi mảnh này dược viên, cũng là chuyện rất đơn giản. Tiêu Phàm nhíu mày, trầm mặc không nói, hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy được Ngọc Kỳ Tử trên tay vãng sinh linh phách hoa. Cái này thần dược viên bên trong thần dược, ta muốn 1/3. Ngọc Kỳ Tử còn cho rằng uy hiếp của mình làm ra tác dụng, lập tức nở nụ cười. Ta muốn vãng sinh linh phách hoa, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi, bản thân còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể lấy được Ngọc Kỳ Tử trên người vãng sinh linh phách hoa, không nghĩ tới Ngọc Kỳ Tử vậy mà đưa mình tới cửa. Tiêu Phàm rất rõ ràng, ở Ngọc Kỳ Tử trong mắt, vãng sinh linh phách hoa dĩ nhiên 10 điểm chân quý, có thể lại làm sao chân quý, cũng không khả năng cùng cái này thần dược viên mấy trăm châu đế giai thần dược có thể so sánh a. Nếu là có thể dùng một gốc vãng sinh linh phách hoa, đổi lấy 1/3 thần dược, Ngọc Kỳ Tử nhất định là sẽ không cự tuyệt nói. Quả nhiên, Ngọc Kỳ Tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt liền hiện ra một nụ cười, nhe răng cười nói, vãng sinh linh phách hoa có thể cho ngươi, nhưng ta muốn một nửa. Vãng sinh linh phách hoa cho ta, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ chỉ là lãnh đạm phun ra mấy chữ. Ngọc Kỳ Tử nghe vậy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đáp ứng. Hài lòng nở nụ cười, trong tay của hắn xuất hiện một cái hộp ngọc, tiện tay vứt cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua, quả nhiên, ở trong hộp ngọc an tĩnh nằm một đóa diêm dúa đóa hoa, lấp lóe lấy hào quang rực rỡ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Quả nhiên là vãng sinh linh phách hoa. Diệp Thi Vũ hơi hơi vui vẻ, hút một trong cửa, cảm giác toàn thân đều thư thái hết sức. Tiêu Phàm thận trọng thu hồi hộp ngọc. Cũng trong bóng tối đem vãng sinh linh phách hoa bỏ vào khác một cái hộp ngọc bên trong, Ngọc Kỳ Tử cho hắn đổ vật, hắn tự nhiên là không yên lòng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm con ngươi lại trở nên băng lạnh. Nhân tộc chi nhân, lần này giao dịch, ta rất hài lòng. Ngọc Kỳ Tử tùy tiện cười to, lách mình liền chuẩn bị bước vào trong sơn cốc. Lan, chỉ là, trả lời hắn, vẫn như cũ chỉ có Tiêu Phàm lạnh lùng một chữ, đồng thời. Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt thoáng hiện ở Ngọc Kỳ Tử thân. Ngọc Kỳ Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi dám vi phạm hứa hẹn. Ta hứa hẹn sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đưa tay chính là một kiếm chém tới. Ngọc Kỳ Tử hồi tưởng lại vừa rồi lời của hai người, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hết sức, bởi vì Tiêu Phàm căn bản không có đáp ứng hắn giao dịch. Cái này cái gọi là hứa hẹn, chẳng qua là hắn Ngọc Kỳ Tử mong muốn đơn phương mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Phàm nói muốn vãng sinh linh phách hoa, chính hắn hãy ngoan ngoãn giao cho Tiêu Phàm, cái này nghiễm nhiên chính là đồ đần hành vi, cái này lại trách được ai đây? Tiểu tử, người thật sự coi chính mình lấy được vãng sinh linh phách hoa. Ngọc Kỳ Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra. Ngọc Kỳ Tử giao cho hắn hộp ngọc xuất hiện ở hư không, bị hắn tiện tay văng ra ngoài. Phịch một tiếng, hộp ngọc trực tiếp nổ tung, có thể nổ tung về sau, bên trong không có cái gì. Múa rìu qua mắt thợ, Tiêu Phàm ngoạn vị phun ra mấy chữ, hắn nhưng là thần điêu sư, khi hắn tay đụng chạm đến hộp ngọc một sát na kia, là hắn biết hộp ngọc có vấn đề. Lấy hắn ở thần văn bên trên tạo nghệ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay mở ra bên trên cấm chế. Hơn nữa còn để Ngọc Kỳ Tử không phát giác gì. Ngươi, Ngọc Kỳ Tử lửa giận công tâm, khí sắc mặt trắng nhợt, một tay che ngực. Ngươi cái gì ngươi, là ngươi bản thân ngốc mà thôi, trách được ai sao? Tiêu Phàm hề lạc đạo. Hắn cũng không nghĩ đến, bản thân dăm ba câu, liền thực lừa gạt đến vãng sinh linh phách hoa, xem ra, cái này Ngọc Kỳ Tử IQ cũng không có gì đặc biệt nha. Tiêu Phàm làm sao biết? Đó là Ngọc Kỳ Tử đối thực lực của mình 10 điểm tự tin, dù là đã trải qua sự tình vừa rồi, Ngọc Kỳ Tử cũng không cho rằng Tiêu Phàm thực chính là đối thủ của mình. Ta muốn giết ngươi,
Ngọc Kỳ Tử ngửa mặt lên trời hét giận dữ, kém chút khí hỏa công tâm, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm để phát tiết lửa giận trong lòng. Giống, rít lên một tiếng, Ngọc Kỳ Tử thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành một đầu gần 100 trượng lớn man hoang dã thú, bề ngoài giống như cuồng sư, một đôi long giác giống như hai thanh thần kiếm. Trên người càng là hiện đầy long lân, uy vũ bá đạo, cho dù là đứng ở đó, thuận tiện như muốn đem phiến thiên địa này no bạo một dạng. Kỳ lân chi thân, hô, to lớn móng vuốt, giống như chống trời đại trụ đồng dạng, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm trà đạp mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm dẫm thành thịt nát. Phu quân, ta ngăn trở hắn, người trước thu hoạch thần dược viên. Diệp Thi Vũ vội vàng ngăn tại Tiêu Phàm trước người, bước đầu tiên hướng về không trung lao đi. Hiện tại Ngọc Kỳ Tử rõ ràng đã triệt để tức giận rồi, vậy mà thi triển ra bản thể, đoán chừng đã hoàn toàn không quan tâm thần dược viên bên trong thần dược. Thân làm cao cao tại thượng kỳ lân tộc, Ngọc Kỳ Tử còn chưa bao giờ bị người soát đùa nghịch qua, cho tới bây giờ chỉ có hắn đùa nghịch người khác. Hôm nay nếu là không giết chết Tiêu Phàm, đừng nói trong lòng của hắn qua không đến đạo khảm này, đoán chừng về sau muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cũng là không thể nào. So với thánh đế cảnh mà nói, Ngọc Kỳ Tử tự nhiên là sẽ không để ý dưới chân thần dược. Kỳ lân tộc nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm cười nhẹ lắc đầu, ngay sau đó nhanh chóng hướng về thần dược viên bay đi. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Diệp Thi Vũ đi lên, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Xú nương môn, đi chết đi, Ngọc Kỳ Tử gào thét không thôi. Vừa mới bị Tiêu Phàm đánh bay, ăn chút thiệt thòi nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm hoàn toàn không nhìn, còn bị một nữ nhân thấy rõ, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Diệp Thi Vũ lời nói không nhiều, phất tay, bốn khối cổ lão thạch bi trong nháy mắt xuất hiện ở hư không, sau đó theo dấu tay của nàng biến hóa, thạch bi một phân thành hai, hai phân thành bốn. Vẹn vẹn trong hô hấp, đầy trời thạch bi liền tràn ngập hư không, xa xa nhìn tới. Liền tựa như một cái thiên địa lồng giam, đem Ngọc Kỳ Tử vây ở trung ương. Ngọc Kỳ Tử công kích dĩ nhiên bá đạo, có thể đến gần bia đá kia thời khắc, lại bị một loại lực lượng quỷ dị cho bắn ngược mà ra. Hắn thử rất nhiều lần, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ngọc Kỳ Tử ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hiện tại hắn đã biến thành kỳ lân chi thể A, đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong, chính là chuẩn thánh đế cảnh linh hồn của cường giả, hắn cũng không sợ. Nhưng ở trước mắt nữ tử này, lại lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Ngươi là nhân tộc phong thiên tộc chi nhân. Ngọc Kỳ Tử trong đầu lóe lên một vệt sáng, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Diệp Thi Vũ lười nhác trả lời, cái này Ngọc Kỳ Tử mặc dù tự cho là đúng, nhưng kiến thức xác thực bất phàm, đối với nhân tộc cũng có đầy đủ lý giải. Thái cổ thế giới ngàn vạn chủng tộc. Nhân tộc mặc dù là 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong, nhưng là, ai lại sẽ cố ý đi quan tâm một cái nhân tộc đặc thù huyết mạch đây? Lại càng không cần phải nói đi quan tâm trong nhân tộc nào đó một cái gia tộc. Nhưng Ngọc Kỳ Tử lại có thể nhìn ra Diệp Thi Vũ địa vị, có thể nghĩ Ngọc Kỳ Tử bất phàm, chí ít nhãn lực vẫn là cực kỳ tốt. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không trả lời, Ngọc Kỳ Tử buồn bực không thôi, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết. Xem như kỳ lân tộc thiên tài, hắn có thể không nhìn phần lớn người tộc, nhưng có một số người tộc hắn không thể không cẩn thận đối đãi, phong thiên nhất tộc liền là một cái trong số đó. Bởi vì kỳ lân tộc huyết mạch truyền thừa bên trong, đều có liên quan tới phong thiên nhất tộc ghi chép, có thể nghĩ phong thiên nhất tộc ở nhân tộc địa vị. Thần dược viên cho các ngươi, để cho ta rời đi. Ngọc Kỳ Tử tức giận kêu lên. Cái này phong thiên thạch bi. Mặc dù có thể mang đến cho hắn nhất định khốn nhiễu, nhưng cũng không thể giết chết hắn, nếu như chỉ là đối chiến Diệp Thi Vũ mà nói, hắn sẽ không lo lắng. Nhưng một bên còn có một cái Tiêu Phàm, nếu là Tiêu Phàm góp nhặt thần dược viên, xuất thủ đến, xui xẻo chính là hắn. Diệp Thi Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng Ngọc Kỳ Tử mà nói, nàng dư quang hướng về Tiêu Phàm vị trí, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm, để toàn bộ sơn cốc tính cả những ngọn núi xung quanh đều bay lên. Ngọc Kỳ Tử cũng vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng giật một cái. Nơi xa, Tiêu Phàm lăng không mà đứng, bài xuất đánh ra từng đạo thủ ấn, hóa thành đầy trời phù văn, rơi vào sơn phong chung quanh. Những cái này thần dược,
cần đại lượng cực âm chi khí mới có thể trưởng thành, nếu là dọn đi, đoán chừng không cách nào thời gian dài sinh tồn, thậm chí sói mòn thần lực. Nhưng Tiêu Phàm lại không thể từ bỏ những cái này thần dược, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời phong cấm mảnh này thần dược viên. Nếu là tương lai có thể có được đầy đủ cực âm chi khí cung cấp cho những thứ này thần dược hấp thu, mới có thể để cho bọn chúng sinh tồn được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần dược viên bỗng nhiên biến mất, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm chuyển vào thể nội thế giới chúng. Diệp Thi Vũ thấy thế, trên mặt hiện lên một nụ cười, nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Ngọc Kỳ Tử. Ngọc Kỳ Tử sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, tùy tiện một cái liền có thể cùng hắn ngang hàng, hiện tại hai người liên thủ, hắn lại tại sao có thể là đối thủ. Tiêu Phàm cười híp mắt hướng về Ngọc Kỳ Tử, càng là dọa đến Ngọc Kỳ Tử sắc mặt tái xanh. Thân hình của hắn nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một trượng 3,3 mét lớn nhỏ, trên người bạch sắc long lân rực rỡ ngời ngời, quanh thân lượn lờ bạch sắc quang mang, càng là đoạt người nhãn cầu. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm bọn họ tới kịp thưởng thức, bạch sắc Ngọc Kỳ Lân, bỗng hóa thành một đạo bạch quang, xông phá phong thiên bia đá trói buộc. A, Diệp Thi Vũ hơi kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Kỳ Tử lại còn có thể phá ra nàng phong tỏa. Chạy ra phong thiên thạch bi phong tỏa Ngọc Kỳ Tử cũng không hề rời đi, mà là hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, khi hắn dư quang nhìn thấy phía dưới hố to lúc, khóe miệng có chút co lại. Mấy trăm gốc thần dược, giờ phút này toàn bộ biến mất không còn một mảnh, toàn bộ bị Tiêu Phàm cướp đi, hơn nữa còn bị Tiêu Phàm lừa gạt vãng sinh linh phách hoa, một hơi này, hắn làm sao nuốt trôi đi đây? Còn chưa cút, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Ngọc Kỳ Tử. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó run rẩy kịch liệt lên. Phu quân, thế nào? Diệp Thi Vũ thấy thần sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Phải biết, lấy Tiêu Phàm tâm tính, thế nhưng là có rất ít chuyện có thể làm cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng theo Tiêu Phàm nhìn tới thời khắc, sắc mặt cũng so Tiêu Phàm chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại các ngươi biết rõ sợ hãi. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức lại đắc ý. Chỉ là nhưng trong lòng có chút không đúng, thực lực của mình tối đa cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm a, làm sao sẽ sợ hãi như vậy bản thân đây. Vừa dứt lời, Ngọc Kỳ Tử cũng chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn tới. Nhưng hắn nhìn thấy sau lưng cảnh sắc lúc, thân thể càng là run rẩy kịch liệt lên, kém chút ngã xuống đất. Chỉ thấy ở sau lưng hắn mấy trăm trượng có hơn, vô tận hắc sắc ma khí quay cuồng, ngưng tụ thành một đạo màu đen ma ảnh chậm rãi dâng lên, cái kia khô lâu đồng dạng đầu lâu càng là tản mát ra một cỗ khí tức âm xâm. Ma ảnh cực kỳ cuồn cuộn, che khuất bầu trời, chí ít cũng có cao mấy ngàn trượng, có thể cái này còn vẻn vẹn chỉ là nửa người trên. Dù vậy, Tiêu Phàm ba người cũng cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ba người tâm thần. Ô ô chỉ một thoáng, bốn phía u hồn chu lên không thôi, réo lên ô ô, tựa như gặp được cái gì chuyện đáng sợ đồng dạng, điên cuồng hướng về cửu u cốc bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn ma ảnh, đột nhiên há miệng hút vào, một cỗ to lớn hấp lực run rộng, đầy trời u hồn, điên cuồng hướng về tấm kia miệng lớn hút đi. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm ba người cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm nhanh chóng biến lớn, phốc suy một tiếng cắm vào sâu trong lòng đất. Đồng thời, Tiêu Phàm một tay nắm lấy Diệp Thi Vũ, một tay nắm chặt tu la kiếm, ngăn cản cỗ lực lượng kia. Ngọc Kỳ Tử hai chân hóa thành một thanh trường kiếm, hãm sâu trong lòng đất, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ba người trước đó đều không đem cửu u cốc cái này hiểm địa để ở trong mắt, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được cửu u cốc khủng bố cỡ nào. Hắc sắc ma ảnh tán phát khí tức, đã vượt qua đại đế cảnh, chí ít cũng đạt tới thánh đế cảnh cấp độ, nhưng mà này còn chỉ là một đạo ma ảnh mà thôi, bọn họ liền không có chút nào sức phản kháng. Nếu là bản thể xuất hiện, lại là biết bao đáng sợ. Trong ba người tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nơi này chẳng lẽ dĩ nhiên là một cái tuyệt thế cường giả ngủ say địa phương? Ai nhiễu ta ngủ say? Một đạo cổ xưa lại tang thương thanh âm từ cái kia ma ảnh trong miệng vang lên, còn dường như sấm sét vang vọng ở Tiêu Phàm bọn họ bên tai. Cổ lão ung dung thanh âm, chấn động đến Tiêu Phàm ba người làm đau màng nhĩ,
linh hồn chi thể đều run rẩy kịch liệt lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia thanh âm, càng là hóa thành đáng sợ sóng âm, phóng tới bốn phương tám hướng, quét ngang cửu u cốc. Tiêu Phàm ba người có thể tưởng tượng đến, giờ phút này còn ở trong cửu u cốc tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Những cái kia linh hồn chi lực chỉ là đại đế cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Phàm bọn họ mới biết được cửu u cốc đáng sợ, khó trách có người nói, cửu u cốc ở nhân tộc thí luyện cổ lộ hiểm địa bên trong, có thể danh liệt ba vị trí đầu. Ai có thể nghĩ đến, bình thường nhìn qua yên tĩnh vô cùng cửu u cốc, vậy mà đang ngủ say này chợt tuyệt thế cường giả đây. Khỏi cần phải nói, chính là cái này chợt tuyệt thế cường giả chưa từng thức tỉnh, có những cái kia u hồn cùng phệ hồn huyết tuyến trùng, liền đã coi như là 10 phần nguy hiểm. Hiện tại cái này chợt tuyệt thế cường giả tỉnh lại, càng là để cửu u cốc người triệt để tuyệt vọng. Tiêu Phàm bọn họ nín thở ngưng thần, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, liền hô hấp đều trở nên có chút ngạt thở. Mặc dù bọn họ biết rõ, trước mắt cái này tuyệt thế cường giả khẳng định đã sớm đã phát hiện bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám làm âm thanh, sợ đã quấy rầy bậc này cường giả. Thậm chí, trong bọn họ lòng đang cầu nguyện, hy vọng cái này tuyệt thế cường giả, có thể hoàn toàn không chú ý bọn hắn bậc này run rế. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà, sự thật luôn luôn không bằng người nguyện. Chỉ thấy cái kia tuyệt thế ma ảnh. Đột nhiên cúi đầu, cái kia một đôi sâu thẳm quỷ nhãn bên trong lấp lóe lấy hai đoàn ánh lửa, ngay sau đó cúi đầu, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn đến. Bị phát hiện, Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ cùng Ngọc Kỳ Tử ba người nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, thiếu chút nữa thì vọt đến cổ họng. Hô hô, đột nhiên, chỉ thấy cái kia tuyệt thế ma ảnh chỗ sâu to lớn quỷ chảo, hướng về ba người vị trí dò tới, rõ ràng cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách. Nhưng đối phương lại chớp mắt thức đến. Tiêu Phàm phản ứng đã rất nhanh, nhưng ở cái kia quỷ thủ trước mặt, lại hoàn toàn có thể không đáng kể. Thình thịch, Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử hai người đồng thời bị một cỗ đại lực tung bay, chỉ cảm thấy toàn thân kém chút nổ tung, ở cái kia quỷ trảo trước mặt, hai người tựa như tên điên một dạng bị đối phương đánh bay. Yếu, quá yếu, không, chuẩn xác mà nói, là đối phương quá mạnh. Dù sao Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử tại đồng bậc tu sĩ bên trong, cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh. Thi Vũ, Tiêu Phàm không lo được tự thân thương thế, tìm kiếm khắp nơi Diệp Thi Vũ bóng dáng, đáng tiếc, Diệp Thi Vũ lại hoàn toàn không thấy. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái quỷ trảo kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thi Vũ, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, bỗng ngừng thân hình, một cước lăng không dẫm mạnh. Cả người trong nháy mắt giống như đạn pháo, hướng về quỷ trảo kia đánh tới. Trung thiên thế giới, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hắn đã không lo được quá nhiều, chỉ muốn cứu ra Diệp Thi Vũ, đầy trời vòng xoáy nở rộ, hóa thành 3.000 cái tiểu thiên thế giới vòng xoáy, điên cuồng hướng về quỷ trảo kia đánh tới. Phốc phốc, vô số vòng xoáy điên cuồng rảo sát lấy hư không, song khi chạm đến quỷ trảo kia lúc, lại vẻn vẹn vén lên từng sợi ma vụ mà thôi. Cái quỷ trảo kia, căn bản không có bị thương nặng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng như máu, cả người trở nên hết sức điên cuồng lên. Cái này có thể cơ hồ là hắn mạnh nhất cổ pháp công kích A, chuyên môn nhằm vào linh hồn, có thể vậy mà hoàn toàn không làm gì được quỷ trảo kia mảy may, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Chẳng lẽ cái này quỷ trảo không phải linh hồn trạng thái, mà là vật thật, chỉ có thể dùng vật lý công kích. Diệt ma ấn. Lục ma ấn, Tiêu Phàm hai tay liên tục kết ấn, đánh ra hai đạo thủ ấn, hư không toát ra một cái ma chảo, đồng thời còn có ba đạo ma ảnh nhào về phía quỷ chảo kia. Nhưng để Tiêu Phàm tuyệt vọng là, ma chảo cùng ma ảnh trực tiếp xuyên thấu quỷ chảo, tựa như quỷ chảo căn bản không tồn tại một dạng. Linh hồn chi thể, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn biết rõ này ma ảnh rất mạnh, có thể cái này cũng mạnh quá biến thái. Hắn mạnh nhất cổ pháp công kích, không nói đại đế cảnh bên trong vô địch, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Công kích như vậy, lại chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa, thậm chí ngay cả gãi ngứa đều không đủ, vậy đối phương thực lực lại là biết bao đáng sợ. Nơi xa, bị oanh bay Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, Tiêu Phàm thần lực hắn biết rõ, hiện đang điên cuồng Tiêu Phàm, chiến lực chí ít còn muốn so vừa rồi mạnh mấy lần.
Nhưng dù cho như thế, nhưng ngay cả cánh tay của đối phương đều rung chuyển không được, có thể nghĩ đối phương cường đại. Đây chẳng lẽ là nhân tộc một vị nào đó tổ tiên ngủ say địa phương? Ngọc Kỳ Tử không khỏi dùng mình một cái, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hiện tại có Tiêu Phàm hấp dẫn cái kia tuyệt thế cường giả lực chú ý, hắn nếu không trốn, qua phía dưới coi như cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm chạy trốn Ngọc Kỳ Tử, hiện tại hắn chỉ muốn cứu tiểu ma nữ, tất nhiên vật lý công kích làm không nổi, vậy cũng chỉ có thể vẫn như cũ dùng công kích linh hồn. Đúng rồi, ngũ hành thần hoa dạy cho ta cổ pháp. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang. Sau một khắc, Tiêu Phàm khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, cả người lộ ra một loại vô địch sắc bén khí thế. Hắn giờ phút này, không còn là một người, cũng không phải linh hồn chi thể, mà là một thanh kiếm, một chuôi có thể chém thiên phá địa kiếm. Cỗ kia phong mang càng ngày càng lăng lệ, khí thế càng ngày càng bá đạo, tựa như muốn đem phiến thiên địa này cho chảm phá một dạng. Thần linh chảm thiên, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng. Cả người trong nháy mắt cùng Tu La kiếm hòa làm một thể, hóa thành một chuôi có thể chảm phá thương khung, cắt đứt càn khôn tuyệt thế thần kiếm, hướng về quỷ trảo kia chém tới. Phốc phốc, Tiêu Phàm tốc độ đã đạt đến cực hạn, chỉ thấy một đạo hồng quang lướt qua hư không, từ quỷ trảo phía trên lướt qua, một đoàn hắc vụ bốc khí, đồng thời, quỷ trảo kia từ cổ tay một phân thành hai. Gãy, chạy trốn Ngọc Kỳ Tử quay đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là thánh đế cảnh cường giả, vậy mà so Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Tiêu Phàm thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang nhân tộc thí luyện cổ lộ a, dạng người này, không nên tiến vào mạnh nhất vạn tộc thí luyện cổ lộ sao, làm sao còn ngừng lại ở chỗ này. Bất quá, Ngọc Kỳ Tử có thể không hề lưu lại xem trò vui ý nghĩa, coi như Tiêu Phàm chặt đứt đối phương một bàn tay lại như thế nào. Đối phương chỉ có thể càng thêm phẫn nộ. Tuyệt không có khả năng thả đi nữ nhân của hắn, kể từ đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ Tử liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, điên cuồng tới phía ngoài vây chạy trốn. Tiêu Phàm nhìn thấy quỷ trảo cánh tay bị chém nứt, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng hướng về Diệp Thi Vũ đuổi theo. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để Tiêu Phàm triệt để tuyệt vọng, chỉ thấy cái kia đứt gãy bàn tay, đột nhiên ma khí quay cuồng. Sau đó lần nữa cùng cụt tay dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình, cũng liền thời gian một hơi thở mà thôi, vừa rồi một kiếm, cơ hồ đã tiêu hao hết Tiêu Phàm một nửa tinh khí thần. Nhưng hiện tại, đối phương một cái hô hấp không đến liền có thể khôi phục, coi như hắn liều mạng, lại như thế nào. Bất quá, Tiêu Phàm không phải dễ dàng buông tha người, huống chi bắt đi vẫn là Diệp Thi Vũ, nhìn thấy quỷ trảo kia không buông tha Diệp Thi Vũ. Trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hô hô, đột nhiên, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn hắc sắc ma khí, thân thể chậm rãi trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ma khí vừa ra, Tiêu Phàm toàn thân lập tức biến thành hắc sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ bừng như máu. Bây giờ là linh hồn chi thân, Tiêu Phàm thi triển Tu La đệ tứ biến lực lượng cũng uy lực có hạn, hơn nữa vật lý công kích cũng căn bản không đả thương được quỷ trảo. Chỉ có thi triển Tu La Ma Ảnh, hắn mới có một tia cơ hội. Chỉ là, thi triển Tu La Ma Ảnh, hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào thi triển, hắn sợ bản thân đánh mất lý trí, cho nên mới trở tới bây giờ. Nếu như không phải hắn Tiêu Phàm đã không có những biện pháp khác, nó cũng sẽ không dễ dàng thi triển Tu La Ma Ảnh. Lúc này, Tu La Ma Ảnh vừa ra, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tựa như trong nháy mắt vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong. Bước vào một cái cấp độ mới tinh. Hắn chỉ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, tựa như một đòn liền có thể tùy tiện gạt bỏ đại đế cảnh bất kỳ tu sĩ nào. Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn liều mạng chém giết ma ảnh kia, cứu ra Diệp Thi Vũ. Thần linh chảm thiên, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, lần nữa cùng Tu La kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chém về phía quỷ trảo kia. Tất cả những thứ này nhìn như rất dài, lại phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. So sánh vừa rồi Tiêu Phàm thi triển một kiếm kia, lại cường đại hơn mấy lần có thừa, chỉ bất quá giờ phút này ý thức của hắn đều có chút bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn là một loại bản năng đang chống đỡ. Hừ, ma ảnh phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, tựa như tức giận một dạng. Đột nhiên, hắn một cái khác quỷ trảo hướng phía trước vung lên,
ngăn tại phía trước, nắm lấy Diệp Thi Vũ quỷ trảo nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc phốc, quỷ trảo kia, ở Tiêu Phàm một kiếm trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, từ bàn tay trực tiếp xé mở đến bả vai, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hư không ma khí quay cuồng, che khuất toàn bộ thương khung, một lần này, dòng dã dừng lại mấy hơi thở thời gian, những ma khí kia lại ngưng tụ thành một cái quỷ trảo. Quỷ trảo khí thế phóng đại, gào thét mà tới, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ở cỗ khí thế kia áp bách dưới, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn chi thân muốn nổ tung đồng dạng, hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Mạnh, đáng sợ mạnh, Tiêu Phàm nhìn qua cái kia đánh tới quỷ trảo, trong mắt cho dù không cam lòng, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dù là thi triển tu la ma ảnh, hắn thực lực hôm nay cùng ma ảnh kia tầm đó, cũng chênh lệch nhiều lắm. Hắn không biết, nếu như không phải hắn có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, đoán chừng đã sớm thụ trọng thương. Thời không thiên châu, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, bây giờ, cũng chỉ có thời không thiên châu cuối cùng này một lá bài tẩy, có thể cứu hắn. Cho dù là hắc hỏa hồ lô và chấn thế đồng quan, đều không giúp được hắn. Tiêu Phàm cắn chặt răng, đem hết toàn lực thôi động thời không thiên châu, đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá quá thấp ma ảnh thực lực, quỷ trảo kia mang tới áp bách lực lượng, trực tiếp để thân thể của hắn không thể động đậy. Hắn chỉ cảm giác ý chí của mình đều muốn hỏng mất, lại cũng chống đỡ không nổi, liền trực tiếp choáng ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Ông cũng liền ở quỷ trảo sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong ngực thời không thiên châu bỗng chán phóng sáng chói hào quang màu xám. Thời không năng lượng bỗng nhiên từng tầng khuấy động ra. Mặc cho quỷ trảo làm sao công kích, cũng lại không đến gần được Tiêu Phàm mảy may. Cửu U, người quá mức, hư không một giọng già nua vang lên, ngay sau đó, ở thời không thiên châu phía trên, càng là ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Nhìn kỹ, đó là một cái bạch bào lão giả khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hắn tóc trắng lông mi trắng, cùng trên mặt vẻ tức giận. Lão đầu, không nghĩ tới hắn là truyền thừa của ngươi người. Ma ảnh thu hồi quỷ trảo, phun ra một đạo mờ mịt thanh âm, ta vừa rồi dò xét một lần hắn thực lực, không sai, người ánh mắt không sai. Mặc dù ma ảnh bộ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia nịnh nọt cùng kiêng dè, muốn đem sự tình vừa rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bạch bào lão giả làm sao không minh bạch ma ảnh ý nghĩa đây? Bất quá! Nghĩ đến ma ảnh mới vừa xuất thủ lực lượng, tâm tình của hắn liền không là rất tốt đẹp. Nếu như không phải thời điểm then chốt bản thân xuất hiện, Tiêu Phàm tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Bất quá, bạch bào lão giả cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một cái nói, ta nghĩ, chờ đến ngày đó, tổ ma cũng sẽ không để ý thăm dò ngươi một chút thực lực. Ma ảnh nghe vậy, trên người ma khí đều rung rung, tựa như vô cùng kiêng kỵ bạch bào lão giả trong miệng tổ ma. Hắn thật muốn có thể sống sót rồi nói sau, hơn nữa, dù vậy, bản quỷ chủ cũng không sợ hắn. Ma ảnh trầm giọng quát, bất quá ngữ khí rõ ràng có chút chột dạ. Có đúng không, bạch bào lão giả cười một tiếng, nhìn thấy ma ảnh ăn quả đắng, tâm tình của hắn lập tức đã khá nhiều. Ma ảnh không có trả lời bạch bào lão giả, mà là nói tránh đi, uy, lão đầu, ngươi và tổ ma không phải là coi trọng cùng là một người rồi a hát. Nghe nói như thế. Bạch bào lão giả nhàn nhạt nhìn xuống Phương Tiêu Phàm một cái, lại ngoạn vị cười nói có gì không thể. Ngược lại không có gì không thể, chỉ là cái này tiểu tử có tài đức gì, lại có thể nhường ngươi cùng tổ ma hai người đồng thời coi trọng đây. Ma ảnh liền vội vàng lắc đầu, bất quá thanh âm nhưng có chút buồn bực, cùng ngưng trọng. Ma ảnh rất rõ ràng, trước mắt bạch bào lão giả cùng bọn hắn trong miệng tổ ma thực lực, đây chính là liền hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần nhân vật A. Hai người lại có thể coi trọng cùng một cái người thừa kế. Nghĩ vậy, ma ảnh lại nhìn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm vài lần, hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm đến cùng có khác biệt gì. Hắn thấy, vừa rồi Tiêu Phàm nổi điên giống như muốn cứu nữ nhân của mình, đây hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, như thế tùy tiện, không khác cùng chịu chết không hai. Cái gì trọng tình trọng nghĩa? Ở ma ảnh xem ra, đó là không tồn tại, đạt tới bọn họ cấp độ này, chỉ cần có thể làm rõ sai trái liền đủ rồi, trọng tình trọng nghĩa ngược lại trở thành vướng víu thứ đồ thông thường.
ngươi không phải cũng coi trọng nàng nữ nhân sao? Bạch bào lão giả lắc đầu cười một tiếng. Ma ảnh hơi sững sờ, liền minh bạch áo bào trắng ý của lão giả, ngươi ngay cả nữ nhân của hắn đều để ý, chúng ta coi trọng hắn có cái gì không được. Nàng này không chỉ là phong thiên tộc nhị đại huyết mạch, mấu chốt vẫn là thuần túy nhất hồn thể, làm bản quỷ chủ người thừa kế có cái gì không được. Ma ảnh phản bác. Hắn đây là đang nói cho bạch bào lão giả, người thừa kế của ta, có thể so sánh truyền thừa của ngươi người phải mạnh hơn. Vậy ngươi có biết, đồ nhi ta chỉ là bình thường nhất phàm thể mà thôi. Bạch bào lão giả thần thái tự nhiên nói, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, trong giọng nói lại nhiều một tia tự ái. Không có khả năng, ma ảnh không chút nghĩ ngợi nói. Cũng khó trách hắn không tin, một bộ phổ thông phàm thể, lại có thể như thế đáng sợ. Đây quả thực so trong truyền thuyết những cái kia hiếm thấy thể chất đều còn đáng sợ hơn nhiều a, nhất là vừa rồi cỗ kia liều sức, nhưng hắn đều một trận sợ hãi. Thậm chí, nếu là hắn cùng với Tiêu Phàm thực lực ngang nhau, đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thắng qua Tiêu Phàm. Tin hay không ở ngươi, bạch bào lão giả không ở xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm vào ma ảnh bị bạch bào lão giả nhìn run rẩy. Lão đầu, có lời cứ nói. Ma ảnh có chút không nhịn được nói, không hổ là cửu u quỷ chủ, lão đầu kia ta liền vì đồ nhi đòi hỏi một chút đồ vật, trước cảm ơn ngươi khẳng khái. Bạch bào lão giả nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cửu u quỷ chủ nghe vậy, 10 điểm khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói đi, muốn cái gì. Bạch bào lão giả cũng không nóng nảy, mà là nhìn xem hôn mê Tiêu Phàm, nói, ngươi xem. Đồ nhi này của ta, bị ngươi thương hồn thể gần như tiêu tán, ý chí cũng nhận đả kích rất lớn, dù là tỉnh lại, đoán chừng cũng. Được, lão đầu, đây là cửu u huyền thủy, có thể hoàn thiện hắn linh hồn miễn dịch năng lực. Không đợi bạch bào lão giả nói xong, cửu u quỷ chủ trực tiếp phun ra một đạo sương mù màu đen. Sương mù màu đen giống như một đầu hắc hà, lộ ra một cỗ lạnh lẽo lực lượng, tựa như hư không đều không chịu nổi nó loại lực lượng kia. Bạch bào lão giả không có ngăn cản, tùy ý sương mù màu đen rơi vào Tiêu Phàm trên thân, sau đó xông vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm cái kia sắp phụ hóa hồn thể, ở nơi này sương mù màu đen dung nhập về sau, lại là lần trở nên thanh minh, khí tức trên thân, cũng càng ngày càng cường đại. Kỳ thật, nếu không phải Tiêu Phàm có được linh hồn miễn dịch năng lực, căn bản không thể sống đến bây giờ, đoán chừng đã sớm chết phỉnh lên. Cửu u quỷ chủ là ai, Tiêu Phàm hoặc là không rõ ràng, nhưng thái cổ thần giới những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt lão quái vật cũng đều biết. Đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, muốn trong tay hắn chống nổi thời gian một hơi thở, đều gần như không có khả năng. Tiêu Phàm cái kia linh hồn miễn dịch thần thông, có thể nói cứu hắn một mạng. Chỉ bất quá, loại này linh hồn miễn dịch năng lực, cũng không phải vạn năng, làm nhận bị thương. Vượt xa linh hồn miễn dịch thần thông có thể thừa nhận lực lượng, liền sẽ sụp đổ. Tiêu Phàm chính là loại tình huống này, trước đó hắn linh hồn miễn dịch năng lực, tối đa cũng liền có thể không nhìn thánh đế cảnh tiền kỳ phía dưới tu sĩ công kích mà thôi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên người cỗ kia lạnh lẽo khí tức lúc này mới biến mất. Tốt rồi, hắn bây giờ có thể không nhìn thánh đế cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích linh hồn. Cửu u quỷ chủ lãnh đạm nói ra. Trong lòng vẫn còn có chút thịt đau. Dù là lấy hắn thực lực, muốn dung luyện một đạo cửu u huyền thủy, đều phải tốn phí mấy ngàn trên vạn năm. Sớm biết, bản thân liền không hạ tử thủ, không nghĩ tới đem lão đầu ép ra ngoài. Bạch bào lão giả trầm mặc không nói, vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn xem cửu u quỷ chủ. Lão đầu, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cửu u quỷ chủ lập tức cũng tức giận. Được một tấc lại muốn tiến một thước, bạch bào lão giả hỏi lại một tiếng, nếu là lão hủ đem ngươi chùy một trận, sau đó cho ngươi khôi phục thương thế, ngươi có bằng lòng hay không? Cửu u quỷ chủ lập tức trầm mặc không nói, hắn làm sao không minh bạch bạch bào lão giả lời nói, mới vừa cửu u huyền thủy, tối đa cũng chính là bồi thường Tiêu Phàm tổn thất mà thôi. Nhưng trừ bỏ bồi thường, cái kia còn có đền bù tổn thất đây. Thì vũ, cũng đúng lúc này. Tiêu Phàm tê tâm lực kiệt hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đỏ lòm hiện ra ánh mắt cừu hận. Bạch bào lão giả cùng cửu u quỷ chủ nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ,
Tiêu Phàm cho dù linh hồn thương thế phục hồi như cũ, cũng không khả năng liền nhanh như vậy tỉnh lại, có thể Tiêu Phàm ý chí cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bạch bào lão giả rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như càng thêm hài lòng. Bản quỷ chủ rốt cuộc biết các ngươi vì sao coi trọng hắn. Cửu U quỷ chủ thật sâu thở dài một hơi, hắn biết rõ Tiêu Phàm thương thế. Hắn thấy, dù là Tiêu Phàm thương thế phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải tiêu phí một hai ngày mới có thể tỉnh lại, có thể vừa mới qua đi nửa canh giờ mà thôi. Thả thi vũ, Tiêu Phàm tỉnh lại, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía cửu U ma chủ thời khắc, sát tâm lại lần nữa nổi lên. Tiểu tử, xem ở lão đầu phân thượng, bản quỷ chủ không so đo với ngươi. Bản quỷ chủ lạnh rên một tiếng, vẻn vẹn tản ra khí thế, liền ép tới Tiêu Phàm không đến gần được mảy may. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, thực lực của mình cuối cùng vẫn là quá yếu. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cửu U quỷ chủ trước người lơ lửng Diệp Thi Vũ thân thể lúc, nhìn thấy Diệp Thi Vũ không việc gì, sát khí của hắn lập tức biến mất không ít. Sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn bên người áo bào trắng lão đầu, hắn luôn cảm giác áo bào trắng lão đầu có loại cảm giác quen thuộc, chỉ là không nhìn thấy khuôn mặt, hắn lại không dám xác nhận. Là tiền bối đã cứu ta, Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục thanh minh, nhìn về phía bên cạnh bạch bào lão giả nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng đã đoán được một chút, chỉ là nhìn về phía cửu U quỷ chủ ánh mắt lúc. Trong mắt lại lộ ra cửu hận chi quang. Bạch bào lão giả khẽ vuốt cằm, cười cười nói, cửu U quỷ chủ chỉ là thăm dò ngươi một chút thực lực mà thôi, bằng không mà nói, vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi. Vi sư, Tiêu Phàm nghe vậy, cơ thể hơi run lên, bạch bào lão giả thanh âm, Tiêu Phàm càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không có khả năng, lão sư đã chết, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn tàn niệm? Nhưng liền xem như hắn tàn niệm, cũng không khả năng cường đại như thế a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm trong đầu một trận rối loạn, ánh mắt nhìn chằm chặp bạch bào lão giả, muốn đem bạch bào lão giả nhìn thấu một dạng. Chỉ là, bạch bào lão giả tấm kia khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, Tiêu Phàm thấy không rõ mảy may. Cửu U quỷ chủ nghe được bạch bào lão giả mà nói, lại là lộ ra vẻ hài lòng, lấy hắn thực lực, muốn giết Tiêu Phàm há lại sẽ phiền toái như vậy. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Đương nhiên, hắn đúng là nghĩ tra tấn cùng đùa bỡn một lần Tiêu Phàm, một cái đại đế cảnh tiểu tử, dám đối tự mình động thủ. Coi như ngươi là truyền nhân của bọn hắn lại như thế nào? Đối với bạch bào lão giả lời nói, cửu U quỷ chủ vẫn là hết sức hưởng thụ, đây là phiến diện chứng minh thực lực mình cường đại a. Ngươi là lão sư. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Toàn thân chấn động, hết sức kinh ngạc nhìn bạch bào lão giả. Mặc dù không biết vì sao thấy không rõ áo bào trắng mặt mũi ông lão, nhưng là Tiêu Phàm hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt bạch bào lão giả, nhất định chính là lão sư của mình Bắc lão. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nguyên bản hắn cho rằng đời này lại cũng không nhìn thấy Bắc lão, dù sao hắn nhưng là tận mắt Bắc lão chết. Thậm chí, liền Bắc lão thi thể đều bị hắn chôn ở vô ngần hư không bên trong. Bắc lão lại làm sao có thể sống lại đây? Chỉ bất quá, Tiêu Phàm trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, hắn lúc trước đem Bắc lão thi thể táng ở trong hư không, còn đang Bắc lão thi thể phía trên lưu lại một đạo ấn ký. Nhưng hắn lần trước lúc trở về, căn bản không có tìm không thấy nam Bắc lão thi thể, đạo kia ấn ký hoàn toàn biến mất. Cho nên, Tiêu Phàm nhìn về phía trước mắt bạch bào lão giả, lúc này mới có chút không dám xác nhận. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã đạt đến bây giờ độ cao. Bắc lão mỉm cười, ngữ khí hoàn toàn như trước đây hiền lành. Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, kích động trong lòng khó có thể ức chế, đây quả thật là Bắc lão. Lão sư, lúc trước ngươi vì sao? Tiêu Phàm thở sâu, nghĩ đến chuyện năm đó, nhịn không được hỏi. Hiện tại, trong đầu của hắn có quá nhiều nghi ngờ, hy vọng có thể từ Bắc lão cái kia lấy được giải đáp, đây chẳng qua là ta một bộ phân thân mà thôi. Bắc lão cười nhạt nói, bất quá cũng không có nói quá nhiều ý nghĩa, ánh mắt lại là chuyển hướng cửu U quỷ chủ, cửu U, ngươi sẽ không để ý đầu nhi ta đi thế giới của ngươi lịch luyện một phen a? Không có khả năng, nghe được lời nói của Bắc lão, cửu U quỷ chủ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt,
cự tuyệt 10 điểm dứt khoát. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt, nếu như ngươi đáp ứng, chuyện hôm nay, ta không nói cho tổ ma. Bác lão khẽ cười một tiếng, một bộ ăn chắc cửu u quỷ chủ dáng vẻ. Cửu u quỷ chủ trong lòng phiền muộn hết sức, đối mặt bác lão, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn biết rõ, bác lão chắc là sẽ không ra tay với hắn. Nhưng bác lão trong miệng tổ ma, vậy coi như không nhất định, đây chính là ai cũng dám động chủ. Nhìn thấy cửu u quỷ chủ một trận ăn quả đắng, Tiêu Phàm trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng, chỉ là hắn không biết, bác lão vì sao có thể ổn áp cửu u quỷ chủ một đầu. Về phần cửu u quỷ chủ cùng bác lão trong miệng tổ ma, Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được là ai. Có thể được xưng là tổ ma người, trừ bỏ đời thứ nhất tu la tộc tộc trưởng tu la tổ ma, lại còn có ai xứng đáng xưng hô thế này đây? Tiêu Phàm trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, cửu u quỷ chủ thực lực, đã để hắn nhìn theo bóng lưng, ở trước mặt đối phương, hắn giống như run rế. Nhưng cửu u quỷ chủ, lại kiêng kỵ như vậy tu la tổ ma, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Mặt khác, Tiêu Phàm nghi ngờ là, vì sao bác lão muốn để bản thân tiến về cửu u quỷ chủ thế giới lịch luyện đây? Chẳng lẽ thế giới của hắn, khắp nơi đều là đại đế cảnh tu sĩ sao? Nếu thật là như vậy, vậy cũng thật có chút kinh khủng. Thôi, bất quá như vậy một cơ hội, cửu u quỷ chủ lạnh rên một tiếng, không thể không thỏa hiệp nói. Dứt lời, cửu u quỷ chủ há mồm phun một cái, một đạo hắc sắc lưu quang bắn ra, đang đến gần Tiêu Phàm thời khắc, lại là một phân thành hai. Trong đó một đạo hắc mang là một đám lửa, hỏa diễm trực tiếp in vào Tiêu Phàm ngực, mà đổi thành một đoàn quang mang, lại là một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen bên trên, điêu khắc một cái bạch sắc khô lâu, bộ dáng cùng cửu u quỷ chủ cơ hồ giống như đúc, thậm chí còn có hắn một sợi tinh thần khí. Phàm nhi, còn không cảm ơn ngươi cửu u sư huynh. Nhìn thấy Tiêu Phàm nắm lấy lệnh bài không hề bị lay động, bác lão lập tức ra vẻ tức giận nói. Cửu u sư huynh, Tiêu Phàm há hốc miệng, cái này cửu u quỷ chủ ngủ say ở chỗ này, chí ít cũng có hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm rồi a hát, bác lão vậy mà để cho mình gọi hắn sư huynh. Hơn nữa, nhìn cửu u quỷ chủ dáng vẻ, cũng rất giống là chấp nhận, cái kia bác lão chẳng phải là bối phận so cửu u quỷ chủ cao hơn. Đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, một dạng cũng không người sẽ quan tâm bối phận rồi a hát. Điểm này, để Tiêu Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, cửu u quỷ chủ đối bác lão có một tia tôn trọng, chỉ là 10 điểm mịt mờ mà thôi. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, chắp tay một cái nói. Bản thân mặc dù dính bác lão ánh sáng, nhưng hắn lại không nghĩ cùng cửu u quỷ chủ làm thân mang cho nên. Nghe được cái này xưng hô, bác lão hiểu ý cười một tiếng, mà cửu u quỷ chủ lại là rõ ràng sững sờ, tức giận nói tiểu tử, người đây là xem thường bản quỷ chủ sao? Tiểu tử nơi nào có xem thường tiền bối ý nghĩa, tiền bối thực lực, thế nhưng là để vãn bối theo không kịp, còn mời tiền bối thả thi vũ. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Bất quá, ai cũng có thể nghe ra lời hắn bên trong nồng nặc châm chọc ý tứ. Người cửu u quỷ chủ cũng liền có thể khi dễ chúng ta mấy cái vãn bối mà thôi, bất quá đó cũng không phải quang vinh gì sự tình, dựa vào cái gì để ta để mắt ngươi. Cửu u quỷ chủ khí dương nanh múa vuốt. Thiếu chút nữa thì tức giận, mà một bên bác lão lại là liều lĩnh cười ha hả. Hừ, cửu u quỷ chủ lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng nghĩ ta thả ngươi nữ nhân, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp lại nàng. Ngươi, Tiêu Phàm biến sắc, cửu u quỷ chủ nếu là quả thật, bằng hắn và chỉ là một đạo tàn niệm bác lão, cũng không phải cửu u quỷ chủ đối thủ. Yên tâm đi Phàm Nhi, cửu u chỉ là muốn thu thi vũ làm đồ đệ mà thôi. Bác lão trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không tin cửu u quỷ chủ mà nói, có thể bác lão mà nói, hắn là sẽ không hoài nghi. Tiểu tử, phẫn nộ rồi a, ngay cả mình nữ nhân không bảo vệ được, người còn tính hay không nam nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm phẫn nộ, cửu u quỷ chủ lập tức lại trào phúng lên. Chẳng biết tại sao, để Tiêu Phàm phẫn nộ, hắn cũng cảm giác tại đánh bác lão mặt. Trong lòng có chút mừng thầm. Tạ cửu u sư huynh, đột nhiên, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Cửu u quỷ chủ tiếng cười lạnh đột nhiên ngừng lại, tiểu tử này không nên phẫn nộ, cùng mình liều mạng sao? Làm sao còn cảm tạ mình? Khi thấy cười to bác lão lúc, cửu u ma chủ chỗ nào vẫn không rõ,
Bác lão đã đem hắn muốn thu Diệp Thi Vũ làm đồ đệ sự tình nói cho Tiêu Phàm. Bản quỷ chủ thu đồ đệ đồ nhi, không cần đến ngươi nói tạ ơn. Cửu U quỷ chủ 10 điểm khó chịu nói, còn có, tất nhiên ngươi gọi bản quỷ chủ là sư huynh, vậy nhưng không cần đánh ngươi sư chất chủ ý. Tiêu Phàm sững sờ, đúng vậy a, mình nếu là cùng Cửu U quỷ chủ là sư huynh đệ mà nói, cái kia thê tử của mình Diệp Thi Vũ há không phải là thành vì mình sư điệt. Bất quá Tiêu Phàm căn bản không đem Cửu U quỷ chủ mà nói để ở trong lòng, cái này Cửu U quỷ chủ đoán chừng tịch mịch vô số tuế nguyệt, phát điểm bực tức cũng không có gì. Ầm ầm, nói xong, Cửu U quỷ chủ bỗng há miệng hút vào, đem đã hôn mê Diệp Thi Vũ trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, căn bản không cho Tiêu Phàm nhìn nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, Cửu U quỷ chủ quanh thân ma khí chậm rãi tiêu tán mà ra, chỉ có một đạo mờ mịt thanh âm tại hư không quanh quẩn. Lão đầu, bản quỷ chủ ngủ một hồi nữa, bọn họ trở về lại kêu bản quỷ chủ. Thi Vũ, Tiêu Phàm kêu to, có thể lúc này, cái kia cuồn cuộn ma khí đã biến mất, hư không không có cái gì lưu lại, khắp nơi rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Phàm Nhi, người yên tâm đi, Thi Vũ không có việc gì. Bác lão gọi về thất thần chán nản Tiêu Phàm, nói Cửu U mặc dù bá đạo một điểm, nhưng là cực kỳ bao che cho con chủ, Thi Vũ có thể bái hắn làm thầy. Cũng là vận mệnh của nàng. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không cam lòng, cuối cùng lại không thể không thỏa hiệp, nói ta chỉ là nghĩ bao lâu mới có thể nhìn thấy nàng. Bác lão ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, thở dài một hơi nói, yên tâm đi, đoán chừng không bao lâu. Phàm Nhi, bác lão đột nhiên lại cúi đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, chờ ngươi đột phá thánh đế cảnh, liền đi một chuyến Cửu U địa ngục a, đối với ngươi có chỗ tốt. Cửu U địa ngục. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, ngay sau đó đắng chát cười nói, lão sư, ta mấy năm nay đều đang tìm Cửu U địa ngục, có thể trăm vạn năm trước, Cửu U địa ngục đã biến mất. Cửu U địa ngục, chính là Cửu U thế giới, thông qua ngực của ngươi đạo kia ấn ký, liền tùy thời có thể tiến vào bên trong. Bác lão bình thản giải thích nói. Oanh, bác lão mà nói, giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thật lâu thất thần. Cửu U địa ngục, vậy mà là một người thế giới. Hơn nữa, vẫn là vừa mới cái kia Cửu U quỷ chủ thế giới. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, tin tức này, mang cho hắn rung động, quá lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, truyền thuyết cực kỳ thần bí Cửu U địa ngục, vậy mà chỉ là một người tu luyện ra thế giới mà thôi. Mà cái này cửa vào, bây giờ liền trên người mình. Tiêu Phàm nắm thật chặt nắm đấm, thật lâu mới chậm rãi buông ra, tin tức này, thật sự là quá chấn động lòng người. Bản thân tìm vài chục năm, Lô Chiến cũng vì vậy mà khắp nơi chạy nhanh Cửu U địa ngục, cửa vào vậy mà liền trên người mình. Thở sâu, Tiêu Phàm không khỏi sờ lên ngực luồng ngọn lửa màu đen kia ấn ký, cảm giác nóng hổi hết sức. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao người khác cũng không tìm tới Cửu U địa ngục cửa vào, Cửu U quỷ chủ đều ngủ say. Tự nhiên cũng liền phong ấn Cửu U địa ngục, những người khác lại làm sao có thể tìm được đây. Lão sư, người nói để cho ta đột phá thánh đế cảnh lại tiến vào, Cửu U địa ngục có khủng bố như vậy sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cửu U địa ngục, cuối cùng chỉ là một người tu luyện ra hậu thiên thế giới mà thôi, có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu đây? Cửu U địa ngục mặc dù chỉ là một cái hậu thiên thế giới, nhưng tồn tại vô số tuế nguyệt, thánh đế cảnh ở trong đó. Thực lực hẳn là cũng xem như trung đẳng a. Bác lão như có điều suy nghĩ nói ra. Thánh đế cảnh chỉ là trung đẳng thực lực. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này Cửu U địa ngục đâu chỉ đáng sợ a, quả thực thật là đáng sợ. Cho dù là thái cổ thần giới, thánh đế cảnh đều xem như tuyệt thế cường giả a, nhưng tại Cửu U địa ngục, lại chỉ có thể coi là trung đẳng lực lượng, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Thế gian này, có quá nhiều chuyện vượt xa dự liệu của ngươi. Bất cứ lúc nào, người đều không nên đánh giá thấp người khác, nhất là những thứ không biết. Bác lão ân cần nhắc nhở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Liền tựa như cái này Cửu U cốc, mặt ngoài chỉ là một chỗ hiểm địa, có thể ai nào biết, nơi này vậy mà đang ngủ say một tôn cự phách đây. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là nhân tộc thí luyện cổ lộ trên một cái địa phương mà thôi, nếu là đặt ở vạn tộc thí luyện cổ lộ. Đây chẳng phải là chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiêu Phàm thật lâu mới bình phục suy nghĩ của mình, hắn còn có quá nhiều nghi hoặc,
muốn tìm kiếm bác lão giải đáp. Bất quá để Tiêu Phàm thất vọng là, bác lão trực tiếp đánh lùi ý nghĩ của hắn, nói, Phàm Nhi, có một số việc, người không cảm thấy mình đi thăm dò, sẽ càng thú vị sao? Lão sư, ta đã biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng sẽ không hỏi thăm bác lão cái gì, vừa nhìn về phía thời không Thiên Châu nói, cái này thời không Thiên Châu là lão sư đồ vật A, lão sư mang đi A. A, bác lão ngược lại là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại từ bỏ thời không Thiên Châu. Tiêu Phàm trong mắt mặc dù bắt đầu có chút không muốn, bất quá rất nhanh liền trở nên vô cùng kiên định, nói, năm đó lão sư đã nói với ta, thực lực bản thân mới là tự cường lớn, mặt khác cũng là uổng công, đồ nhi tin tưởng mình, một người một kiếm, đủ để. Dứt lời, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, từng đợt kiếm rít thanh âm vang lên, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm lời nói. Ngươi có thể nhìn thấu điểm này rất không tệ. Xem ra sai lão đầu so với ta càng giống một cái lão sư. Bác lão hài lòng gật đầu, nói cái này thời không Thiên Châu, tạm thời thả ở trên thân thể ngươi a. Tốt, Tiêu Phàm ngược lại là không có cự tuyệt, bất quá trong lòng lại là khuyên bảo bản thân, vô luận thời không Thiên Châu, vẫn là chấn thế đồng quan, về sau tận lực đều đừng có dùng. Chỉ có Tu La kiếm, là từ vừa mới bắt đầu liền thuộc về mình, giữa hai bên nhiều năm như vậy rèn luyện. Đã có loại thần giao cách cảm ăn ý. Tốt rồi, vì sư sợi này tàn niệm cũng sắp tiêu tán, người bản thân tự giải quyết cho tốt, trưởng thành, còn phải dựa vào người bản thân. Bác lão hiền hòa nhìn xem Tiêu Phàm nói, thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán lên. Lão sư, Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, trong lòng hết sức không bỏ, trịnh trọng nói, lão sư yên tâm, đồ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Bác lão ý nghĩa. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, về sau hắn khả năng liền cứu không được mình, tất cả còn phải dựa vào bản thân. Điểm này, Tiêu Phàm đã sớm rõ ràng, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, bác lão vì chính mình làm tất cả, đã dùng hết một sư tôn trách nhiệm. Hắn Tiêu Phàm, lại còn có cái gì yêu cầu xa vời đây? Vi sư từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí, cuối cùng đưa ngươi một trận tạo hóa. Bác lão không nhanh không chậm nói ra, chỉ là vừa dứt lời, hắn tàn niệm đột nhiên hóa thành vô số quang vũ rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân không gian lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, một cỗ không gian năng lượng bao phủ hắn, làm cho thân thể của hắn không thể động đậy. Tiêu Phàm cũng không dự định phản kháng, người khác đều có thể hại hắn, bác lão lại làm sao có thể chứ? Không biết qua bao lâu, có thể là vài cái hô hấp. Cũng có khả năng là tốt mấy ngày, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là phát hiện mình xuất hiện ở khác một vùng không gian. Thử ngâm, không đợi Tiêu Phàm dò xét vị trí thế giới, một đạo bén nhọn tiếng kiếm rít xé rách hư không, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên rung rung. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu xám xuyên thủng hư vô, tựa như từ một cái thế giới khác phá không mà tới, hậu phương sương mù bốc hơi. Giống như thiên địa sơ khai. Hỗn độn chi khí, Tiêu Phàm lộ ra kinh ngạc, một kiếm trừ ra hỗn độn chi khí, kiếm này cũng thật là đáng sợ a. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào hỗn độn chi khí chuôi này thần kiếm lúc, lại là không tự chủ được kích động lên. Dĩ nhiên là nó, Tiêu Phàm kinh hô mà ra. Ở cái kia hỗn độn chi khí bên trong, một thanh thần kiếm kêu to, thần kiếm chỉ có dài đến một xích, toàn thân hiện lên xám sắc. Tựa như cùng chung quanh màu xám hỗn độn chi khí hòa làm một thể. Nhìn thấy chuôi này thần kiếm một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở bách sát chiến trường dùng thạch đầu mở ra chuôi này hỗn độn kiếm thai. Lúc ấy bởi vì thực lực có hạn, hắn nghĩ hàng phục hỗn độn kiếm thai, lại bị hỗn độn kiếm thai đào tẩu. Những năm gần đây, hắn cũng chưa nghe nói qua hỗn độn kiếm thai sự tình, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến. Rốt cuộc lại có thể ở trong này nhìn thấy hỗn độn kiếm thai. Chẳng lẽ bác lão nói tới tạo hóa chính là cái này hỗn độn kiếm thai sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về hỗn độn kiếm thai bay đi, lần trước để hỗn độn kiếm thai trốn được, một lần này tuyệt đối không thể để nó trốn nữa. Dù sao, năm đó hắn chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong mà thôi, bây giờ, hắn nhưng là đã phát triển đến đại đế cảnh trung kỳ. Nhưng mà... Làm Tiêu Phàm tới gần hỗn độn kiếm thai thời khắc, lại là phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp hỗn độn kiếm thai. Hắn thực lực cùng lúc trước so sánh,
hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, có thể hỗn độn kiếm thai lăng lệ trình độ, sao lại không phải ngày đêm khác biệt đây? Hô hô, đầy trời hỗn độn kiếm khí từ hỗn độn kiếm thai phía trên phun ra, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm chém tới, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chủ động công kích pháp bảo. Cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua hỗn độn kiếm thai, cho dù không hàng phục được nó, vậy cũng có thể làm cho Tu La Kiếm nuốt nó, đến lúc đó Tu La Kiếm tất nhiên sẽ bước vào tầng thứ cao hơn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm huyết dịch đều sôi trào, Bác lão phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng a. Một lần này, người cũng đừng nghĩ đến trốn được, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia đầy trời kiếm khí chém tới, cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La Kiếm lật một cái, đầy trời kiếm khí nghịch thiên mà lên, hướng về hỗn độn kiếm thai chém tới. Bang bang kim thạch giao kích thanh âm giống như hạt mưa đồng dạng, vang vọng không ngừng, hư không càng là răng đầy vô số kiếm khí, một bụi một huyết, hai loại kiếm khí giao phong kịch liệt cùng một chỗ. Giờ phút này, Tiêu Phàm dường như hóa thân tuyệt thế thần kiếm, cùng Tu La Kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, gắt gao áp chế hỗn độn kiếm thai. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua cái nào pháp bảo có được tự chủ năng lực chiến đấu, hỗn độn kiếm thai xem như duy nhất một kiện, hắn lại làm sao có thể bỏ qua đây. Theo thời gian trôi qua, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm tâm tình 10 điểm bình tĩnh, từ từ chìm đến kiếm đạo giao phong. Hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, tựa như đã quên đi rồi mình muốn hàng phục hỗn độn kiếm thai mục đích. Thậm chí, Tiêu Phàm lúc này đã hoàn toàn biến thành một thanh kiếm, lại cũng không có ý nghĩ lung tung khác. Chiến, 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 trong đầu của hắn chỉ có một cái thanh âm đang vang vọng, hắn chỉ muốn cùng hỗn độn kiếm thai một trận chiến, không phân cao thấp. Hư không bên trong, khắp nơi đều là Tiêu Phàm đó cùng hỗn độn kiếm thai hình bóng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể bắt được một người một kiếm tốc độ xuất thủ. Cái gì thế giới chi lực, cái gì pháp tắc, cái gì cổ pháp cùng cổ thuật, cũng đã tất cả đều bị hắn quên hết đi, trong lòng siết. Tiêu Phàm không biết là, hắn cùng với hỗn độn kiếm thai trận kia ý chí giao phong đi qua hơn 2 tháng. Mà lúc này, nhân tộc cùng vạn tộc tầm đó, lại là đã xảy ra một kiện đại sự, kia liền là Ngọc Kỳ Tử cử hành luận đạo trà hội. Cửu U Cốc bên ngoài, Tiêu Phàm tiến vào Cửu U Cốc trước đó thấy qua tòa kia cổ lão thành trì bên trong. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, mấy đống cổ lão kiến trúc sụp đổ, vang lên vô số bụi bặm. Trên không trung, một đầu hoàng kim sư hổ miệng phun răng nanh, thần sắc lạnh như băng hướng về trên mặt đất, hiển nhiên, vừa mới xuất thủ chính là hắn. Nhân tộc, quá yếu. Hoàng kim sư hổ lạnh lùng phun ra một đạo tục tằng thanh âm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, thân hình của hắn lóe lên, biến thành cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử khôi ngô, khí thế trên người cực kỳ tùy tiện. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, người này chính là lúc trước bị Tiêu Phàm trấn nhiếp hoàng kim sư hổ tộc người. Kim Thánh, lúc ấy, Tiêu Phàm còn ở ngay trước mặt hắn, giết Kim Thánh tộc đệ Kim Chiến. Hiện tại Tiêu Phàm không ở, lấy Kim Thánh thực lực, đã đủ để quét ngang phần lớn nhân tộc tu sĩ. Khụ khụ lúc này, trong phế tích truyền đến một trận tiếng ho khan, lại là nhìn thấy một đạo đẫm máu thân ảnh, hắn người mặc chiến bào màu trắng, thân thể lung lay sắp đổ. Ta còn không có ngã xuống đây, lại đến. Bạch bào nam tử hét giận dữ, trên người lần nữa phồng lên lấy cường đại khí tức. Hắn chiến bào màu trắng rách nát không chịu nổi, trên người lây dính vô số máu tươi, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, vừa rồi một trận chiến, hắn thụ thương không nhẹ. Dịch Chiến Vân, nhân tộc không ít tu sĩ nắm chặt nắm đấm, thở sâu nhìn xem chiến bào màu trắng nam tử, đôi mắt hiện lên từng tia vẻ kính sợ. Nhân tộc tu sĩ các đại thế lực tầm đó nguyên bản cũng không phải hòa hợp êm thấm, nhưng là bây giờ, đối mặt vạn tộc tu sĩ, nhân tộc tu sĩ lại là tạm thời ôm thành một đoàn. Tất nhiên người muốn chết, thành toàn ngươi. Kim Thánh cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về Dịch Chiến Vân đi đến, sát khí không thêm mảy may che giấu. Trong đó một tòa cung điện đỉnh cao, một bộ áo dài trắng Ngọc Kỳ Tử lãnh đạm nhìn phía dưới tràng cảnh, căn bản không có nhúng tay ý nghĩa. Nhân tộc mạnh nhất những người kia rời đi nơi đây, đôi kia nam nữ cũng chết ở Cửu U Cốc chỗ sâu, chỉ bằng các ngươi những người này, như thế nào chúng ta vạn tộc tu sĩ đối thủ? Ngọc Kỳ Tử thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Lần trước hốt hoảng đào tẩu, may mắn trốn qua một kiếp, Ngọc Kỳ Tử một mực đợi ở trong tòa cổ thành này, chờ đợi luận đạo trà hội đến. Không, chuẩn xác mà nói, hắn là đang chờ đợi Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ xuất hiện. Chỉ bất quá, làm luận đạo trà hội sau khi bắt đầu, Tiêu Phàm hai người cũng không xuất hiện, Ngọc Kỳ Tử trong lòng tảng đá lớn lúc này mới chân chính rơi xuống. Bằng không mà nói, hắn cũng chưa chắc dám như thế trắng trợn cử hành luận đạo trà hội. Nhân tộc một lần này tất thua không thể nghi ngờ, khí vận cũng sẽ sói mòn không ít. Ngọc Kỳ Tử nhếch miệng cười một tiếng, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lúc này, Kim Thánh khoảng cách Dịch Chiến Vân đã chỉ có mười mấy trượng khoảng cách, lấy hắn thực lực, rõ ràng có thể tùy tiện giết chết Dịch Chiến Vân, bất quá hắn lại không động thủ, tựa như muốn cố ý nhục nhã Dịch Chiến Vân một dạng. Đáng tiếc, Dịch Chiến Vân ngay cả đứng đều cố hết sức, như thế nào Kim Thánh đối thủ? Chờ đợi hắn, cơ hồ chỉ có tử vong. Đám người tu sĩ siết chặt nắm đấm, lại là ai cũng không dám mở miệng, ai cũng không muốn cùng Kim Thánh giao phong. Mặt ngoài bọn họ hòa hợp êm thấm, nhưng có một số người trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Chí ít, Dịch Chiến Vân địch nhân, nhất định là ước gì Dịch Chiến Vân chết ở chỗ này. Chết đi, Kim Thánh rất hưởng thụ nhân tộc loại này tức giận nhưng lại bất đắc dĩ ánh mắt, khi hắn khoảng cách Dịch Chiến Vân chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Hô, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Ở Kim Thánh trước người, cũng xuất hiện cả người khoác hoàng kim chiến giáp người, lạnh lùng theo dõi hắn. Kim Thánh đúng không, ta tới chiến ngươi. Kim giáp nam tử lạnh lùng nhìn xem Kim Thánh, trong tay hoàng thiên thần kiếm chán phóng sắc bén hào quang. Chiến huynh, Dịch Chiến Vân không nghĩ tới thời điểm then chốt còn có người sẽ ra tay cứu hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Xuất thủ cứu Dịch Chiến Vân không phải người khác, chính là chiến hoàng thiên. Liền bằng ngươi, vẫn như cũ chỉ là cho ngươi nhân tộc mất mặt mà thôi. Kim Thánh khinh thường cười một tiếng, hắn lâu như vậy đều không động thủ, không phải liền là nghĩ đến để nhân tộc tu sĩ xuất thủ sao. Hiện tại chiến hoàng thiên đi lên, trên người của hắn sát ý lần nữa tăng vọt. Hắn thấy, một cái đại đế cảnh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, cũng dám đi ra khiêu khích bản thân, không phải muốn chết sao. Có đúng không, chiến hoàng thiên thần sắc băng lãnh vô tình. Đối mặt đại đế cảnh đỉnh phong Kim Thánh, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hừ, Kim Thánh lạnh rên một tiếng, lười nhác cùng chiến hoàng thiên tốn nhiều miệng lưỡi, đưa tay liền một chảo hướng về chiến hoàng thiên đánh tới. Ầm ầm, chân trời kinh lôi trận trận, đầy trời mây đen ngưng tụ, to bằng gian nhà lôi trụ từ cửu tiêu chiếu nghiêng xuống, trực tiếp nện ở Kim Thánh trên đầu. Kim Thánh mặc dù là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có thiên lôi phách hắn, lập tức bị đánh ngoài cháy trong mềm, chiến bảo đều rách nát không chịu nổi. Thiên hữu chi nhân, có người kinh hô mà ra, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào chiến hoàng thiên trên người. Kim Thánh sắc mặt tái xanh hết sức, hai mắt càng là đỏ bừng như máu, trên người sát ý lặng yên tán đi. Giết một cái thiên hữu chi nhân, mượn hắn 10 cái lá gan, Kim Thánh cũng không dám a. Có thiên lôi trợ giúp chiến hoàng thiên, hắn cũng chưa hẳn là chiến hoàng thiên đối thủ. Ngọc Kỳ Tử cũng bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn xem chiến hoàng thiên, hiển nhiên, chiến hoàng thiên là thiên hữu chi nhân sự tình, hoàn toàn vượt quá hắn bất ngờ. Nói câu khó nghe, có chiến hoàng thiên một người ở, luận đạo trà hội nhân tộc liền đứng ở thế bất bại, đương nhiên, tiền đề là một đối một chiến đấu. Tiếp tục, chiến hoàng thiên lại là không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người. Thiên hữu chi nhân thân phận bại lộ, không phải hắn nghĩ. Chỉ là vì nhân tộc, hắn cũng không có cách nào nếu như hắn không đứng ra, những người khác nhất định là sẽ không xuất thủ. Tiếp tục, làm sao tiếp tục, Kim Thánh vẻ mặt phiền muộn, tựa như so ăn chuột chết còn khó chịu hơn, mình nếu là tiếp tục, khẳng định gặp sét đánh a. Kim Thánh, luận bàn một chút mà thôi nha, tất nhiên vị này các hạ muốn cùng ngươi luận bàn, tự nhiên không thể làm mất mặt. Ngọc Kỳ Tử đột nhiên đạm mạc cười một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào một cái toàn thân hiện lên màu xanh nhạt dị tộc tu sĩ trên người, Lam Khuyết, các ngươi làm sao như vậy không tích cực, mọi người thật vất vả đến một chuyến nhân tộc thí luyện cổ lộ, đều có thể tìm nhân tộc tu sĩ luận bàn một lần nha, theo ta thấy, có thể 3 trận đồng thời tiến hành. Lời này vừa nói ra, nhân tộc tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến,
có chiến hoàng thiên đè vào phía trước, bọn họ có thể không cần ra sân, nhưng bây giờ ba trận đồng thời tiến hành, bọn họ không chiến đều không được. Ngoại tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc công tử nói không sai, tại hạ vừa vặn ngứa tay. Gọi là Lam Khuyết ngoại tộc tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi tiến lên phía trước nói, lạnh lùng quét mắt người đối diện tộc tu sĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.